Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 5. Có qua có lại. Dương Uy không biết mình rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh như thế nào. Sau khi biết kế hoạch của Dương Thanh, chân anh ta mềm nhũn. Nếu không nhờ Dương Thanh bảo anh ta ngồi, anh ta đã mất sạch mặt mũi rồi. Dương Thanh cũng không ép buộc nhà họ Dương phải trung thành với mình, cũng biết Dương Uy không quyết định thay nhà họ Dương được nên cho anh ta về nói lại với chủ gia tộc trước. Dương Uy biết rõ, đây là ván bài liên quan đến tồn vong của nhà họ Dương. Nếu thắng, địa vị của nhà họ Dương sẽ lên như diều gặp gió. Còn thua, nhà họ Dương sẽ bị hủy diệt. Dương Uy không dám chậm trễ, lập tức chạy về Châu Thành. Chủ tịch nói hết kế hoạch cho cậu ta, không sợ cậu ta để lộ sao, thấy Dương Uy rời đi, Lạc Bân mới nghi hoặc hỏi. Kể cả có từ chối, ông nghĩ bọn họ dám để lộ ra sao? Dương Thanh lạnh lùng cười, cho dù kế hoạch thực sự bị lộ, gia tộc Vũ Văn có thể làm gì tôi? Lạc Bân bừng tỉnh, nhớ tới ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải, quản gia của gia tộc Vũ Văn đã tới xin anh về tiếp quản gia tộc. Nhưng Dương Thanh khinh thường không quan tâm, nếu không phải vì tập đoàn Nhạn Thanh do mẹ anh sáng lập, có lẽ anh cũng không thèm tiếp nhận. Trong mắt anh, tám gia tộc hàng đầu Yến Đô chẳng là cái thá gì. Đến cả hoàng tộc Chiêu Châu địa vị cao nhất, anh cũng có thể thao túng nửa hoàng thành. Một nhà họ Dương ở Châu Thành nhỏ nhoi không đáng để anh coi trọng. Tạm thời khôi phục một vài dự án hợp tác của nhà họ Dương ở Giang Hải, cho bọn họ nếm chút ngon ngọt đã. Dứt lời, Dương Thanh chợt nhớ tới Tần Y, nói tiếp, phải rồi, tôi giao cho ông nhiệm vụ bồi dưỡng Tần Y. Tôi muốn cô ấy có thể một mình trấn giữ một phương. Dặn dò xong, Dương Thanh rời đi. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, Dương Thanh cũng hiểu được tính cách của Tần Y. Cô ta là em gái Tần Thanh Tâm, vậy cũng là em gái của anh, chỉ người như vậy mới không phản bội lại anh. Dương Thanh vừa rời khỏi, Lạc Bân đã gọi Tần Y tới phòng làm việc. Sếp Lạc, ông tìm tôi à, Tần Y vẫn rất cung kính với Lạc Bân. Lạc Bân vội vàng khách sáo nói, cô ngồi đi. Ông ta còn tự rót cho Tần Y một cốc nước nóng, dường như Tần Y mới là sếp của ông ta. Tần Y hơi sợ hãi. Trước đây Lạc Bân cũng rất khách sáo với cô ta nhưng chưa từng ân cần như hôm nay. Tôi định để cô làm trợ lý giúp tôi quản lý công ty, không biết cô có đồng ý không? Lạc Bân mỉm cười hiền hòa. Tần Y vào tập đoàn Nhan Thanh cũng không lâu, vẫn đang là nhân viên cấp thấp nhất, nhưng để cô ta làm trợ lý tổng giám đốc thì là thăng chức rất cao. Trên danh nghĩa, trợ lý tổng giám đốc không bằng phó tổng giám đốc, nhưng lại có cơ hội tiếp xúc với tổng giám đốc nhiều nhất. Kể cả phó tổng giám đốc cũng sẽ phải nể mặt cô ta. Vì anh rể của tôi sao? Tần Y không ngốc, người có thể khiến Lạc Bân cung kính như thế, còn chủ động bảo cô ta làm trợ lý cho mình chỉ có thể là Dương Thanh. Lạc Bân hơi do dự, nghi hoặc hỏi, cô biết rồi sao? Tần Y gật đầu, anh rể nói anh ấy đã từng cứu mạng ông nên ông vẫn luôn biết ơn anh ấy. Nghe vậy, Lạc Bân sợ hãi lau mồ hôi trán. Nếu không phải Tần Y nói vậy, suýt nữa ông ta đã để lộ thân phận của Dương Thanh. Không sai, mạng của tôi nhờ cậu ấy cho, cô là em gái cậu ấy thì cũng là em gái tôi. Đi theo tôi, cô sẽ học được nhiều thứ, rất có ích cho tương lai, Lạc Bân chân thành nói. Tần Y chần chừ một lúc, chợt lắc đầu cảm ơn sếp Lạc. Nhưng tôi mới vào công ty không lâu, đột nhiên được thăng chức sẽ có nhiều dị nghị. Tần Y, cô đừng nghĩ vậy, chỉ là trợ lý tổng giám đốc thôi, cũng không phải thăng chức gì. Lạc Bân lập tức hoảng hốt, đây là nhiệm vụ Dương Thanh đã giao, ông ta vội vàng nói, cô yên tâm, không ai dám nói cô gì đâu. Nếu ai dám nói lung tung, tôi sẽ đuổi việc, tôi muốn thăng chức, nhưng không phải nhờ vào quan hệ của anh rể, mà vì năng lực của tôi. Tần Y mỉm cười, ông yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Nếu có đóng góp lớn cho công ty, ông thăng chức cho tôi thì tôi sẽ không từ chối. Dứt lời, Tần Y đứng dậy cảm ơn Lạc Bân rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tần Y, Lạc Bân lắc đầu cười khổ, nếu vậy, tôi chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô lập công lớn cho công ty. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành. Rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Uy cấp tốc trở về gia tộc. Sao cháu lại trở về, chủ gia tộc họ Dương, Dương Hướng Minh nghi hoặc hỏi. Dương Uy không dám giấu giếm, thuật lại toàn bộ lời của Dương Thanh. Cậu ta thật sự nói vậy sao? Dương Hướng Minh kinh ngạc hỏi. Dương Uy đáp,
anh ta thật sự là người của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã được giao cho anh ta. Nếu vậy, nhà họ Dương sẽ cược một ván lớn. Cháu chuyển lời cho cậu ta, nhà họ Dương đồng ý đi theo cậu ta, Dương Hướng Minh không ngốc. Dương Thanh biết rõ thân phận của Dương Uy mà còn dám nói ra tất cả, chứng tỏ anh không sợ nhà họ Dương để lộ chuyện ra ngoài. Nhà họ Dương cũng được coi là một gia tộc lâu đời có tiếng, thế nhưng vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn đang dần suy bại. Vậy nên ông ta mới muốn mở thị trường ở Giang Hải. Mặc dù theo Dương Thanh rất nguy hiểm, nhưng biết đâu lại là cơ hội của nhà họ Dương. Ông nội chắc chắn muốn đặt cược cả gia tộc chứ, trái tim Dương Uy đập thình thịch. Mắt Dương Hướng Minh sáng bừng, ông ta nhìn chằm chằm Dương Uy, ông từng nhờ chuyên gia dự đoán, nếu trong vòng 10 năm nhà họ Dương không bứt phá được thì sẽ có nguy cơ lụi bại. Đã vậy, sao chúng ta không thử cược một ván? Ông nội, cháu hiểu rồi, Dương Uy cũng tràn ngập tin tưởng. Chuông điện thoại của anh ta bỗng reo lên. Dương Uy vội vàng nghe máy, nghe thấy tin tức tốt thì kích động nói, được, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Phải chiếm được thị trường vật liệu xây dựng của Giang Hải. Ông nội, phía Giang Hải báo tin, các công ty từng từ chối chúng ta lại đột nhiên thi nhau chủ động yêu cầu hợp tác, Dương Uy cúp điện thoại, phấn khởi nói. Dương Hướng Minh híp mắt lại, hành động rất nhanh, cậu ta đang thể hiện năng lực cho chúng ta thấy, nhưng đúng là đã giúp ông an tâm. Đến cả 4 gia tộc lớn của Giang Hải cũng không thể giúp chúng ta mở thị trường ở Giang Hải nhanh như vậy. Lúc này Dương Uy mới nhận ra, đây đều là nhờ Dương Thanh. Liên tưởng tới chuyện hợp tác vẫn không có tiến triển lúc trước, anh ta chợt hiểu ra. Có đi mà không có lại thì không hay. Đã vậy, tôi cũng sẽ tặng cậu một món quà, Dương Hướng Minh bỗng nhiên cười lớn. Tiêu Tiêu bị bắt cóc. Chúng ta đã đồng ý đi theo anh ta rồi. Sao còn phải tặng quà nữa, Dương Uy không hiểu. Cháu quá ngây thơ, nếu không có gia tộc Vũ Văn, cậu ta là cái thá gì? Còn muốn đấu với gia tộc Vũ Văn, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Dương Hướng Minh cười lạnh, chúng ta cứ tạm thời tỏ ra trung thành, mượn sự giúp đỡ của cậu ta phát triển gia tộc. Đến lúc cậu ta thật sự đối đầu với gia tộc Vũ Văn, chúng ta sẽ rút sạch quan hệ. Dương Uy lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói, cháu hiểu rồi. Ông nội chỉ định lợi dụng anh ta. Nói nhảm, một thằng danh con mà cũng đòi nhà họ Dương chúng ta trung thành. Dương Hướng Minh tỏ vẻ khinh thường, dặn dò, bây giờ cháu mau tới Giang Hải nhận chức tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, ông cho người thu mua nó rồi. Cháu hãy chuyển giao 49% cổ phần vô điều kiện cho thằng danh kia. Dương Uy nhếch miệng cười, cảm ơn ông nội. Ông yên tâm, cháu sẽ không làm ông thất vọng. Chẳng mấy chốc, Dương Thanh đã nhận được điện thoại của Lạc Bân. Chủ tịch, nhà họ Dương thu mua công ty vật liệu xây dựng Long Hà ở Giang Hải, chuyển nhượng 49% cổ phần cho cậu, Lạc Bân lập tức báo cáo với anh. Dương Thanh cười lạnh, muốn đấu trí với tôi. Lạc Bân chưa đoán được ý đồ của nhà họ Dương, nghe vậy nghi ngờ hỏi, ý của chủ tịch là. Nếu nhà họ Dương đã tặng miễn phí thì cứ nhận hết đi, Dương Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi cúp máy. Lão già này to gan lớn mật thật. Suy nghĩ một hồi, Lạc Bân chợt bừng tỉnh, thoạt nhìn, có vẻ nhà họ Dương đang tặng một món quà lớn cho chủ tịch nhưng thực chất món quà này lại đem tới lợi ích to lớn cho nhà họ Dương bọn họ. Bởi vì họ đã biết chủ tịch muốn nhắm tới Yến Đô chứ không phải Giang Hải. Dương Thanh đương nhiên hiểu rõ, vốn tưởng nhà họ Dương sẽ chịu trung thành nhưng xem ra, họ chỉ muốn mượn sức anh phát triển gia tộc. Nếu vậy cũng đừng trách tôi. Mua lại toàn bộ nhà họ Dương cho tôi, Dương Thanh nheo mắt lại. Chuyện này cũng khiến Dương Thanh ý thức được tình cảnh của mình. Dù là thế lực ở Giang Hải hay ở nơi khác đều cho rằng tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải chỉ là một chi nhánh. Nếu không phải không thể tùy tiện để lộ thân phận thống soái tối cao ở biên giới phía Bắc, anh đã chẳng cam chịu như vậy. Nhưng không vội, tất cả chỉ mới bắt đầu. Sau khi Tần Thanh Tâm nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, công ty phát triển rất tốt. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, giá thị trường của công ty đã tăng gần gấp đôi. Đương nhiên, ngoài sự cố gắng của Tần Thanh Tâm ra, còn nhờ Dương Thanh. Đến giờ tan làm, Dương Thanh đợi 20 phút cũng không thấy Tần Thanh Tâm đi ra. Đúng lúc này, cô gọi điện thoại tới, Dương Thanh, tối nay em phải tăng ca. Anh đừng chờ em, đi đón Tiêu Tiêu trước đi. Dương Thanh nhìn đồng hồ, tới giờ trường mầm non tan học rồi.
liền đáp, anh đưa Tiêu Tiêu về nhà rồi lại tới đón em. Trường mầm non Lam Thiên đang mở cửa cho phụ huynh đón con. Ngoài cổng có rất nhiều phụ huynh đứng đợi, giáo viên vừa điểm danh vừa giao trẻ. Tiêu Tiêu nhìn khắp nơi cũng không thấy bố mẹ đâu. Tiêu Tiêu! Chợt cô bé nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Dì Phương Duyệt, sao dì lại tới đây ạ? Thấy Phương Duyệt, Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Mặc dù quan hệ bình thường không tốt nhưng Tiêu Tiêu cũng biết cô ta là dì của mình. Dù vậy, cô bé vẫn không thân thiết nổi. Dì tới đón cháu đó. Bố mẹ cháu đang tăng ca, bảo dì tới đón cháu trước. Phương Duyệt mỉm cười dịu dàng, giơ búp bê trong tay. Tiêu Tiêu lập tức bị con búp bê hấp dẫn. Cô là dì của Tiêu Tiêu sao? Giáo viên nghe thấy hai người nói chuyện liền giảm bớt đề phòng. Phương Duyệt cười nói, bố mẹ Tiêu Tiêu đang tăng ca, bảo tôi đến đón con bé về nhà. Hay là để tôi gọi điện cho mẹ con bé, để chị ấy nói chuyện với cô. Giáo viên chưa kịp trả lời, Phương Duyệt đã gọi điện, chị nói với cô giáo để em đưa Tiêu Tiêu về đi. Chào cô giáo, tôi là mẹ Tiêu Tiêu. Hôm nay tôi tăng ca không đón con bé được nên bảo em họ tới đón, trong điện thoại truyền tới giọng nữ. Giáo viên đang bận giao trẻ, không chú ý tới giọng nói này rất kỳ quái. Cứ như vậy, Phương Duyệt đã đón được Tiêu Tiêu. Dì Phương Duyệt, đây là quà của cháu sao? Tiêu Tiêu vừa chơi búp bê vừa hỏi. Hai mắt Phương Duyệt lóe sáng, cô ta cười nói, đương nhiên rồi. Cảm ơn dì Phương Duyệt, Tiêu Tiêu vui vẻ đáp. Cùng lúc đó, Dương Thanh cũng tới trường mầm non Lam Thiên. Nhưng anh tìm kiếm một lượt cũng không thấy Tiêu Tiêu đâu. Bố Tiêu Tiêu à, Tiêu Tiêu được dì đón đi rồi mà. Sao anh lại tới nữa, dạo này Dương Thanh thường xuyên đón Tiêu Tiêu nên giáo viên cũng nhận ra anh. Thì ra có người đón rồi, tôi không biết, cảm ơn cô Lý, Dương Thanh nói xong liền quay đầu rời đi. Lên xe, anh mới thấy có chỗ kỳ quái, chợt cảm thấy bất an. Tần Thanh Tâm đã bảo anh đi đón Tiêu Tiêu rồi, sao lại bảo Tần Y tới đón nữa? Y Y, em đón Tiêu Tiêu rồi à? Dương Thanh gọi điện thoại hỏi Tần Y. Tần Y ngơ ngác nói, không có. Em vừa ra khỏi công ty. Anh không đón được thì để em đón cho. Cái gì? Mặt Dương Thanh lập tức biến sắc, toàn thân rét lạnh. Sao vậy anh rể? Tần Y nghe anh nói vậy, vội vàng hỏi. Dương Thanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không cần đâu. Để anh đi đón Tiêu Tiêu. Anh không nói cho Tần Y biết, cúp điện thoại liền chạy ra gặp giáo viên. Cô Lý, cô nói Tiêu Tiêu được gì đón đi, nhưng mà không hề có chuyện đó, Dương Thanh sốt ruột hỏi. Cô Lý đáp, Tiêu Tiêu được gì đón đi thật mà. Phải rồi, tôi nhớ Tiêu Tiêu gọi người đó là dì Phương gì đó, vợ anh cũng gọi điện thoại nói không đón được con nên nhờ em họ tới đón. Nghe xong, sắc mặt Dương Thanh đã trở nên vô cùng âm trầm. Có phải cô ta có tóc xoăn dài, nhuộm màu đỏ rượu, cao khoảng 1m6 không? Cô Lý vội vàng gật đầu, đúng vậy, chính là cô ấy. Có vấn đề gì không bố Tiêu Tiêu? Dương Thanh xác nhận Tiêu Tiêu đã bị Phương Duyệt đưa đi, không có thời gian nhiều lời, lập tức quay đi. Anh gọi điện thoại tức giận nói, lập tức điều tra Phương Duyệt nhà họ Tần đang ở đâu cho tôi. 10 phút trước cô ta đã tới trường mầm non Lam Thiên đưa con gái tôi đi. Chờ nhặt xác đi. Dương Thanh cực kỳ tức giận, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên anh nổi giận từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc. Một chiếc xe hơi màu đen lao vút trên đường lớn. Cùng lúc đó, trong phòng VIP của một quán bar, một người đàn ông chừng 30 tuổi ngồi trên sofa cao cấp đang ôm một cô gái trẻ tuổi. Anh Phong, em đã đồng ý làm người của anh rồi. Anh nhất định phải báo thù giúp em, cô ta rúc vào ngực người đàn ông, nũng nịu nói. Người đàn ông cười nói, em yên tâm, kẻ nào dám bắt nạt người phụ nữ của anh, cho dù là ông trời anh cũng không tha. Cô gái trẻ tuổi này là Phương Duyệt, bây giờ cô ta hệt như người không xương dựa vào người đàn ông. Còn người đàn ông được gọi là anh Phong tên là Quan Tuyết Phong. Nếu Tần Y ở đây sẽ nhận ra anh ta chính là người chuốc thuốc cô ta lần trước. Nếu ngày đó không nhờ Dương Thanh cho Sâm Ba âm thầm bảo vệ thì cô ta đã bị Quan Tuyết Phong làm nhục rồi. Ánh mắt Phương Duyệt vô cùng hiểm độc, độc ác hỏi, anh giấu con nhóc kia kỹ chưa? Yên tâm, chỉ là một con bé 4 tuổi mà thôi, muốn giấu rất dễ, Quan Tuyết Phong cười nói, hai mắt tràn ngập gian tà. Phương Duyệt, trong lúc tên kia tới, chúng ta có nên làm chút chuyện tình cảm trước không? Quan Tuyết Phong không chờ nổi, vừa nói vừa bắt đầu mò mẫm. Anh Phong,
anh gấp gì vậy? Đợi anh giúp em báo thù xong, đêm nay em sẽ thuộc về anh. Phương Duyệt khéo léo đẩy tay anh ta ra. Trong mắt cô ta chỉ toàn chán ghét, nhưng vì báo thù, cô ta không còn cách nào khác. Nếu không vì Dương Thanh, nhà họ Dương ở Châu Thành đã tới nhà họ Tần hỏi cưới rồi, nói không chừng cô ta còn được đính hôn với Dương Uy. Thế nhưng tất cả đều đã bị Dương Thanh phá hỏng. Ngày đó trên tầng cao nhất của Nai Lai, bị Dương Uy tát trước mặt mọi người khiến cô ta mất hết mặt mũi, bây giờ không dám bước ra khỏi cửa, cảm thấy mọi người đều đang cười nhạo mình. Cụ Tần vốn rất coi trọng cô ta, nhưng sau khi bị Dương Uy vứt bỏ, lão ta không thèm để ý tới cô ta nữa. Những gì lão ta từng hứa hẹn đều mất hút. Không chỉ vậy, địa vị của cô ta trong nhà họ Trần cũng mất đi, không thể nào chuyển mình. Trong mắt cô ta, Dương Thanh chính là người gây ra hết thảy. Phương Duyệt, anh đợi không nổi nữa rồi. Hay là bây giờ gọi điện bảo anh ta tới, Quan Tuyết Phong sốt ruột nói. Để quyến rũ Quan Tuyết Phong, hôm nay Phương Duyệt mặc rất hở hang, trang điểm tỉ mỉ, trông lại càng xinh đẹp hơn. Ánh mắt Phương Duyệt cực kỳ tàn nhẫn. Cô ta lắc đầu nói, anh Phong đừng vội, em muốn anh ta sốt ruột một lúc rồi mới liên hệ. Em muốn anh ta phải quỳ dưới chân em cầu xin em nói ra con danh kia đang ở đâu. Được rồi, em muốn chơi thế nào anh đều chiều tất, nhưng đêm nay em phải là của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan Tuyết Phong cười xấu xa rồi hỏi, Phương Duyệt, em chắc thằng kia không có quyền thế gì chứ? Đừng hại anh đấy. Phương Duyệt cười nhạo nói, anh Phong cứ yên tâm, anh ta chỉ là thằng con rể ăn hại nhà họ Tần. Một tháng trước cả nhà anh ta đã bị đuổi khỏi gia tộc, nếu anh ta thực sự có quyền có thế thì còn phải đi ở rể sao? Anh Phong, em nhớ lần trước anh bảo em tìm hiểu tên kia, hình như cũng là thằng ở rể nhà họ Tần thì phải, tên đàn em bên cạnh Quan Tuyết Phong chợt lên tiếng. Quan Tuyết Phong thoáng cái đã nhớ lại ngay, nghĩ tới người phụ nữ ở quán ba một tháng trước, trái tim anh ta lại dạo dực. Phương Duyệt không bằng một góc của cô gái ấy, nhưng cô gái ấy lại được một người da đen cứu đi. Anh ta nhớ gã da đen kia nói là gã được thằng danh tên Dương Thanh phái tới. Anh ta vốn còn tưởng Dương Thanh là cậu chủ nhà giàu nào, nhưng điều tra xong mới biết chỉ là một thằng vô dụng, 5 năm trước vào ở rể nhà họ Tần. Người em muốn báo thù tên là gì? Quan Tuyết Phong đột nhiên hỏi. Phương Duyệt cười nói, anh ta tên Dương Thanh, chắc là anh đã từng nghe tới anh ta. 5 năm trước anh ta chính là người trà đạp người đẹp nổi danh Giang Hải, tổng giám đốc Tần Thanh Tâm. Anh Phong, đúng là thằng đó, đàn em của Quan Tuyết Phong kinh ngạc nói. Quan Tuyết Sơn bật cười, đúng là oan gia ngõ hẹp, anh đang định tìm thằng nhãi đó tính sổ, không ngờ ngày ấy lại đến sớm vậy. Phương Duyệt, hôm nay em đã làm chuyện tốt cho anh đấy. Phương Duyệt cũng hiểu ra, có vẻ Dương Thanh còn đắc tội với Quan Tuyết Phong. Hai mắt cô ta sáng rực lên, anh ta từng đắc tội với anh Phong sao? Coi như là vậy, lần trước anh nhìn chúng một con ả, lúc sắp chiếm được thì bị một thằng da đen do anh ta phái tới cứu đi, Quan Tuyết Phong cười nói. Đừng nói người anh nhìn chúng là vợ anh ta đấy nhé, Phương Duyệt ngạc nhiên hỏi. Quan Tuyết Phong lắc đầu, anh điều tra rồi, cô ta là em vợ Dương Thanh, tên là Tần Y thì phải. Đáy mắt Phương Duyệt thoáng lóe sáng. Cười hỏi, anh không thấy đây là cơ hội nghìn năm có một sao? Là sao? Quan Tuyết Phong hỏi. Nhất định hôm nay Dương Thanh sẽ tới, đã vậy sao không tranh thủ gọi luôn Tần Y tới đây? Phương Duyệt nở nụ cười âm hiểm, nếu để anh ta tận mắt chứng kiến anh làm nhục em vợ, liệu anh ta có phát điên không? Ha ha, em cũng tàn nhẫn thật, không chừa cho chúng một đường lui nào. Nhưng mà anh thích, Quan Tuyết Phong cười phá lên. Chợt nói, nếu để em và con ả kia cùng ngủ với anh có phải càng thú vị hơn không? Phương Duyệt trợn mắt nhìn Quan Tuyết Phong, anh Phong, anh nhẫn tâm sỉ nhục em như vậy sao? Em đã đồng ý theo anh rồi, anh muốn em lúc nào chẳng được. Nhưng muốn chiếm được Tần Y chỉ có tối nay thôi. Đúng lúc này, Tần Y đã về đến nhà. Ngoài Châu Ngọc Thúy, những người khác đều chưa về. Chị, sao chị và anh rể vẫn chưa về, không biết tại sao Tần Y cảm thấy rất bất an. Lập tức gọi điện cho Tần Thanh Tâm. Chị phải tăng ca, Dương Thanh đi đón Tiêu Tiêu rồi. Họ vẫn chưa về sao, Tần Thanh Tâm đáp. Tần Y còn nghe được tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia. Chắc là anh rể dẫn Tiêu Tiêu đi chơi rồi. Em gọi cho anh rể đã, chị làm tiếp đi, Tần Y nhanh chóng cúp máy. Cô ta đang định gọi cho Dương Thanh, nhưng còn chưa kịp bấm số, thì đã có một dãy số lạ gọi tới.
Alo, xin chào Tần Y nghe máy. Cháu gái cô đang ở trong tay tôi. Cho cô 20 phút tới bà ánh trăng đón người, nếu tới muộn thì cứ chờ nhặt xác cháu cô đi. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói lạnh lùng, phải rồi, cô phải tới một mình, không được nói cho bất kỳ ai biết. Nếu dám nói cho ai mà bị tôi phát hiện, cô cứ chờ nhặt xác con nhóc đó đi. Ánh sáng ngày mai. Tần Y cúp máy, mặt mày sửng sốt. Điện thoại rơi xuống đất, cô ta không kìm được nước mắt. Cô ta rất quen thuộc với giọng nói vừa rồi, chính là ông chủ ba ánh trăng Quan Tuyết Phong. Mấy ngày trước khi cô ta đi uống rượu một mình, Quan Tuyết Phong đã bỏ thuốc vào rượu của cô ta. Nếu không nhờ Sâm Ba xuất hiện kịp thời, cô ta đã trúng kế. Tiêu Tiêu bị bắt nhất định là vì mình, Tần Y cảm thấy rất áy náy. Cô ta cực kỳ sốt ruột, cầm điện thoại không biết có nên gọi cho Dương Thanh hay không. Vừa rồi lúc Dương Thanh gọi hỏi cô ta có đi đón Tiêu Tiêu không, cô ta đã cảm thấy có gì đó là lạ, giọng nói của anh gấp gáp lạ thường. Nhưng có lẽ vì sợ cô ta lo lắng nên anh không nói cho cô ta biết Tiêu Tiêu đã bị bắt đi. Không được, nếu chuyện này là vì mình thì mình chỉ có thể tự xử lý. Mình đã liên lụy Tiêu Tiêu, không thể tiếp tục liên lụy anh rể, cuối cùng Tần Y quyết định cầm chìa khóa xe Maserati rời đi. Từ khi biết chiếc Maserati kia không phải tặng cho mình, Tần Y không chạm vào nó nữa. Hôm nay là vì quá lo cho Tiêu Tiêu cô ta mới lái nó. Chiếc Maserati màu trắng lao vun vút trên đường như tia chớp. Quãng đường vốn phải đi mất nửa tiếng, Tần Y lại chỉ mất 15 phút. Chiếc xe xinh đẹp đỗ lại trước cửa ba ánh trăng. Tôi muốn gặp ông chủ của các người, Tần Y chạy vào quầy lễ tân hét ầm lên. Rõ ràng Quan Tuyết Phong đã thông báo trước, lễ tân nhìn thấy Tần Y liền dẫn cô ta vào phòng VIP trong cùng. Cậu Phong, người tới rồi, lễ tân gõ cửa đưa Tần Y đi vào. Quan Tuyết Phong chờ đợi bao lâu, thấy Tần Y xuất hiện liền mỉm cười ung dung nói, Tần Y, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong ngực Quan Tuyết Phong còn có một cô gái quen thuộc, chính là Phương Duyệt. Tần Y không thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng hỏi Quan Tuyết Phong Tiêu Tiêu đâu. Tần Y, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau một lần, sao em không vui vậy? Quan Tuyết Phong cười híp mắt hỏi. Trông thấy nụ cười vô hại ấy, người nào không biết còn tưởng anh ta là người tốt. Rốt cuộc Tiêu Tiêu đang ở đâu? Tần Y nghiến răng, chỉ muốn xông lên giết chết tên khốn nạn trước mặt. Tần Y, hình như chị vẫn chưa nhận ra được tình cảnh của mình. Muốn đưa con oát ti tiện kia về nhà an toàn, chị phải hầu hạ anh Phong đã. Phương Duyệt đứng dậy kiêu ngạo nhìn chằm chằm Tần Y. Sao cô lại nói Tiêu Tiêu như vậy? Nó mới chỉ là một đứa bé, cô không giữ miệng thích đức được sao? Cô cũng là gì của Tiêu Tiêu đấy, Tần Y không dám tin Phương Duyệt có thể nói những lời như vậy. Bốp! Tần Y vừa dứt lời, Phương Duyệt đã cho cô ta một bạt tai, giận dữ nói, con điếm này, mày câm miệng cho tao. Nếu không phải vì thằng anh rể vô dụng của mày, sao tao phải đi tới bước đường này? Mày dám đánh tao? Tần Y không phải người dễ bắt nạt. Phương Duyệt tát cô ta một cái, cô ta lập tức đánh trả. Mẹ kiếp, con khốn miệng thối, tao phải xé nát miệng mày. Tần Y nắm tóc Phương Duyệt, tay còn lại tát bôm bốp vào mặt cô ta. Bốp, bốp, bốp. Ba cái tát liên tiếp khiến Phương Duyệt gào thét ầm ĩ. Quan Tuyết Phong ngồi trên sofa không hề có ý định can ngăn, ngược lại trông có vẻ rất hứng thú. Anh Phong, con điếm này dám đánh em, anh giúp em với. Phương Duyệt bị tát mấy cái vào má trái, vừa sưng vừa đỏ. Không đánh lại Tần Y, cô ta liền quay sang cầu cứu Quan Tuyết Phong. Quan Tuyết Phong cười híp mắt nhìn Tần Y, em đúng là hung dữ, nhưng mà tôi rất thích. Không biết lát nữa ở trên giường em có hung dữ như vậy không? Tần Y rất tức giận. Nhưng Tiêu Tiêu đang nằm trong tay đối phương, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn, anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng phải thả Tiêu Tiêu trước đã. Nếu không cho dù có phải chết, anh cũng đừng hòng có được tôi. Đây là địa bàn của anh, không đến lượt em quyết định. Nói thật cho em biết, con bé kia không nằm trong tay anh. Nhưng một câu nói của anh có thể quyết định sống chết của nó, Quan Tuyết Phong mỉm cười nói như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Anh, đồ khốn nạn, hèn hạ. Vô sỉ, Tần Y giận dữ mắng chửi. Ha ha, cảm ơn đã khen, Quan Tuyết Phong cười đáp. Mặt mũi Phương Duyệt dữ tợn, vừa rồi cô ta bị Tần Y đánh, Quan Tuyết Phong lại chỉ thèm muốn Tần Y, không định báo thù giúp cô ta. Rốt cuộc anh muốn thế nào, Tần Y đỏ mắt hỏi. Cởi hết quần áo ra,
Quan Tuyết Phong nở nụ cười tà ác. Tần Y đỏ bừng mặt vì tức giận, hai mắt đỏ bừng, nhục nhã nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Ngoài Quan Tuyết Phong và Phương Duyệt, trong phòng còn có không ít đàn em của anh ta. Hiện giờ đám người đó đều trợn trừng mắt nuốt nước bọt, chỉ muốn xông lên lột sạch Tần Y. Con khốn, anh Phong bảo mày cởi, mày còn đứng đó làm gì? Có muốn anh Phong cắt một ngón tay của con nhóc kia không? Phương Duyệt ác độc nói. Đừng, tôi cởi, Tần Y hét lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Trong mắt cô ta chỉ toàn là thù hận, cắn chặt môi đỏ, giơ tay chậm rãi cởi áo khoác. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm Tần Y bằng ánh mắt nóng bỏng. Cùng lúc đó, một chiếc xe Phaeton màu đen đang xông tới ba ánh trăng. Dương Thanh ngồi trên ghế lái, hai mắt âm u tới cực điểm. Vừa rồi, Mã Siêu đã xem video thu được từ camera giám sát ở cổng trường mầm non Lam Thiên. Lúc biết Phương Duyệt dẫn Tiêu Tiêu đi, Dương Thanh nổi lên ý muốn giết người mãnh liệt chưa từng có. Tao thề, nếu bọn mày dám động tới một sợi tóc của Tiêu Tiêu, chính tay tao sẽ nghiền xương bọn mày thành tro, Dương Thanh dữ tợn nói. Két! Chẳng mấy chốc, chiếc Phaeton phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai vang vọng khắp cửa ba ánh trăng. Anh Thanh, Dương Thanh mới ra khỏi xe, Mã Siêu cũng vừa chạy tới. Trong phòng, Tần Y đã cởi từng chiếc quần áo ra, hiện giờ chỉ còn sót lại nội y. Mau cởi đi, mày muốn thấy con nhóc kia thiếu tay thiếu chân sao, Phương Duyệt cười lạnh nói. Tần Y giàn giụa nước mắt nhục nhã, các người nhất định sẽ phải hối hận. Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng VIP chợt vang lên tiếng động rất lớn, còn có tiếng bước chân lộn xộn và tiếng hét chói tai. Mặt Quan Tuyết Phong biến sắc hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Anh Phong, để em ra ngoài xem thử, một tên đàn em vội vàng nói. Vừa bước tới cửa phòng, chợt huỳnh một tiếng, cửa phòng đập thẳng vào người hắn ta. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến sững sờ. Cửa phòng VIP được chế tạo đặc biệt, bây giờ lại bị người ta đá bay. Có thể tưởng tượng ra được, cú đá này mạnh mẽ tới mức nào. Mày là ai? Quan Tuyết Phong tức giận hỏi. Lúc Tần Y thấy gương mặt quen thuộc kia xuất hiện, nước mắt lã chã rơi. Dương Thanh nhìn thấy trên người Tần Y chỉ còn lại nội y, sát khí lập tức tỏa ra khắp căn phòng. Anh không để ý tới Quan Tuyết Phong, chỉ đi tới cởi áo khoác của mình khoác lên người Tần Y. Em yên tâm, tất cả những người có mặt trong đây sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa, Dương Thanh lạnh lùng nói. Tiêu Tiêu ở đâu? Giọng điệu của Dương Thanh rất ngang ngược. Sau khi anh dứt lời, nhiệt độ trong phòng VIP dường như giảm xuống mấy độ. Mẹ nó chứ, rốt cuộc mày là thằng nào hả? Quan Tuyết Phong tức lên cũng chẳng để ý tới hình tượng cậu chủ lịch lãm của mình nữa, vừa mở miệng đã chửi tục. Anh Phong, anh ta là Dương Thanh. Chính anh ta đã làm em mất hết tất cả. Em không cần anh ta phải chết, chỉ muốn anh ta phải vĩnh viễn sống trong sự hối hận. Anh cứ đánh gãy tay chân của anh ta. Để anh ta làm ăn mày ở trước cửa ba ánh trăng đi, gương mặt Phương Duyệt vô cùng dữ tợn. Từ ngày bị Dương Uy bỏ rơi ngay trước mặt mọi người ở Nai Lai, cô ta đã trắng tay. Tất cả đều là do người đàn ông trước mắt này ban tặng. Hóa ra mày là Dương Thanh, Quan Tuyết Phong hơi híp mắt lại. Anh ta vừa dứt lời đã thấy có một cái bóng lao tới. Bốp! Một bàn tay nắm lấy cổ anh ta, sau đó cả người anh ta bị nhấc lên cao. Ý muốn giết người trong mắt Dương Thanh vô cùng mãnh liệt, con gái tao ở đâu? Thả anh Phong ra. Thấy Quan Tuyết Phong bị nắm chặt cổ họng nâng lên, những người khác trong phòng đều khiếp sợ. Sau đó mặt ai nấy đều biến sắc, tức giận hét lên với Dương Thanh. Cho chúng mù hết đi, Dương Thanh chỉ nói một câu. Bộp! Mã Siêu tiện tay nắm lấy một chai rượu đập xuống bàn, chai rượu lập tức vỡ ra, chỉ còn một nửa. Một giây sau, anh ta biến mất. Phụt. Khi anh ta lại xuất hiện, nửa chai rượu đã cắm vào trong mắt một tên côn đồ. Sau đó, từng loạt tiếng kêu rên lập tức vang vọng trong phòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này, tim đập như điên. Mã Siêu ra tay rất tàn nhẫn, gọn gàng dứt khoát. Phương Duyệt bị dọa cho chết sững. Cô ta trơ mắt nhìn Mã Siêu lại biến mất. Mỗi khi anh ta xuất hiện ở trước mặt một người đều cắm nửa chai rượu vào đôi mắt của đối phương rất nhanh gọn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi. Bốn gã đàn em của Quan Tuyết Phong vừa rồi còn nhìn Tần Y cởi quần áo trong phòng, bây giờ trong hốc mắt chỉ còn lại có hai lỗ máu. Tiếng kêu rên nhanh chóng biến mất, không phải bọn họ không đau mà đã đau tới ngất đi rồi. Tần Y cũng sợ ngây người,
nhưng nghĩ đến biết bao tủi nhục mình vừa phải chịu, trái tim cô ta lạnh dần. Cho dù Quan Tuyết Phong bị bóp cổ họng nâng lên, vẫn nhìn thấy rõ ràng Mã Siêu đâm mù mắt bốn gã đàn em của anh ta. Trong mắt anh ta đầy vẻ khiếp sợ và khủng hoảng. Mẹ nó, ai nói với mình là Dương Thanh không có lai lịch gì, chỉ là một thằng vô dụng tới ở rể nhà họ Tần. Nếu thật là vậy, sao anh ta và đàn em dưới trướng của anh ta có thể mạnh như vậy? Dầm. Thấy Quan Tuyết Phong sắp nghẹt thở, Dương Thanh tiện tay ném một cái, cơ thể anh ta bay ra ngoài, đập mạnh vào một bàn thủy tinh cao cấp đắt tiền. Tao là người nhà họ Quan, mày không sợ bị nhà họ Quan trả thù hay sao, mà dám động vào tao hả? Quan Tuyết Phong đã bao giờ bị thương nặng như vậy? Cho dù biết đối phương rất mạnh, nhưng anh ta vẫn không sợ, gương mặt dữ tợn, mày đừng quên con gái mày còn đang ở trong tay tao. Mày động vào tao thế nào, tao sẽ xử con gái mày như vậy. Sắc mặt Dương Thanh vô cùng thâm trầm, mày uy hiếp tao hả? Quan Tuyết Phong cười phá lên như điên, bây giờ mày mới biết sợ sao? Tao cho mày biết, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nếu bây giờ mày không quỳ xuống cầu xin tao, mày cứ chờ nhặt xác cho con gái mày đi. Ha 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 ha, đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Mày không nói, vậy tao sẽ tự tìm, giọng Dương Thanh lạnh như băng. Ngay khi anh vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân chỉnh tề. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục màu dần di bước vào phòng. Khi đến trước mặt Dương Thanh, anh ta lập tức đứng thẳng, cúi chào theo đúng tiêu chuẩn, trong đôi mắt đầy kích động và kính sợ, anh Thanh, em đã dẫn người tới, anh cứ ra lệnh. Kiểm tra, tìm một cô bé 4 tuổi cho tôi, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, Dương Thanh ra lệnh. Vâng, người đàn ông vạm vỡ cao giọng đáp và xoay người rời đi. Quan Tuyết Phong lập tức nổi giận, các người là ai, dám lại xông vào địa bàn của tôi. Mà sau khi anh ta lao ra khỏi phòng lại há hốc mồm. Cả hành lang đông nghịt người, tất cả đều mặc trang phục màu rằn di, quan trọng là ai nấy đều cầm súng thật đạn thật sẵn sàng. Dưới sự chỉ huy của người đàn ông vạm vỡ vừa nãy, bọn họ xông vào các phòng khác nhau. Phương Duyệt cũng vội vàng lao ra. Sau khi thấy vậy, hai chân cô ta mềm nhũn, không dám tin ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy vẻ khủng hoảng. Dương Thanh nháy mắt ra hiệu, Mã Siêu lập tức đi tới, nắm lấy mái tóc xoăn của Phương Duyệt, lôi cô ta vào trong phòng. Phương Duyệt đau đớn kêu rên, nhưng không ai thương xót cô ta. Nếu anh ta không nói, vậy cô nói cho tôi biết, Tiêu Tiêu rốt cuộc ở đâu, Dương Thanh từ trên cao nhìn xuống Phương Duyệt dưới chân. Phương Duyệt run rẩy vội vàng nói, anh rể, em chỉ chịu trách nhiệm đưa Tiêu Tiêu tới đây, nhưng em không biết rốt cuộc con bé bị mang đi đâu cả. Anh hỏi Quan Tuyết Phong đi, anh ta biết đấy. Chuyện của Tiêu Tiêu đều do anh ta bố trí. Cô cũng vừa nhìn thấy kết quả của những người này đấy. Nếu cô không nói, vậy đừng trách tôi ra tay độc ác. Dương Thanh chỉ tay vào đám côn đồ đã bị đâm mù mắt đang nằm trên sàn, tiện tay nhấc một chai rượu lên, rắc một cái đã đập ra một vết sắc bén, vung vẩy vài cái về phía Phương Duyệt. Anh rể, đừng mà! Em thật sự không biết Tiêu Tiêu ở đâu, xin anh, đừng mà! Hy vọng anh nể mặt chị họ mà tha cho em một lần đi. Em không dám nữa đâu, anh rể đừng mà! Thấy Dương Thanh cầm nửa chai rượu dí tới gần mắt mình, Phương Duyệt gào lên cầu xin, phía dưới chợt ướt. Lại có mùi khai nồng của nước tiểu bốc lên. Chị họ à, loại xúc sinh như cô cũng xứng gọi cô ấy là chị họ sao? Tiêu Tiêu chỉ có 4 tuổi, sao cô nhẫn tâm lừa con bé đi chứ? Dương Thanh nổi điên, tát vào mặt Phương Duyệt, tức giận nói, cô biết không? Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, tôi đã khiến cô biến mất khỏi cõi đời này từ lâu rồi. Còn cô thì sao chứ? Đã sai lại không biết ăn năn, lại còn tiếp tục gây chuyện. Cô nói cho tôi biết, lần này, sao tôi có thể tha cho cô được? Anh rể, em không phải là người, em là xúc sinh, sau này em không dám nữa, xin anh hãy cho em một cơ hội cuối cùng đi. Em chắc chắn sẽ không đối đầu với anh nữa, Phương Duyệt cảm giác được Dương Thanh muốn giết mình, vội quỳ dưới chân Dương Thanh chật vật cầu xin, cả người run lẩy bẩy. Dương Thanh lắc đầu, rồng có phải ngược, chạm vào phải chết. Tôi đã tha thứ cho cô quá nhiều lần rồi, nhưng lần này, cô chỉ có thể lấy cái chết để nhận lỗi. Anh Thanh, em đã tìm khắp cả ba ánh trăng nhưng vẫn không tìm thấy. Đúng lúc này, người đàn ông vạm vỡ mặc trang phục màu dần di đi vào phòng báo cáo với Dương Thanh, sau đó liếc nhìn Quan Tuyết Phong đang vô cùng hoảng hốt của với vẻ khinh miệt,
anh Thanh, hay là chúng ta tới nhà họ Quan đòi người? Dương Thanh lắc đầu, cậu dẫn người phụ nữ này đi, khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vâng, anh Thanh, người đàn ông vạm vỡ gật đầu rồi vẫy tay. Hai người đàn ông cao lớn khác xông lên, kéo Phương Duyệt đi. Anh rể, em thật sự biết sai rồi, giọng nói của Phương Duyệt nhanh chóng biến mất. Người đàn ông vạm vỡ dẫn người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh, Tần Y, Mã Siêu và Quan Tuyết Phong với vẻ mặt kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên Tần Y thấy vẻ ngang ngược và mạnh mẽ quyết đoán như vậy của Dương Thanh, trái tim không ngừng đập loạn. Cô ta biết sau này mình sẽ không bao giờ gặp lại Phương Duyệt nữa, nhưng cô ta không hề thấy cảm thông và thương hại. Y Y, Sâm Ba đang chờ em ở bên ngoài, cậu ta sẽ đưa em về nhà trước, Dương Thanh đột nhiên nói. Anh rể, vậy còn anh, Tần Y lo lắng. Dương Thanh cười nhạt, còn chưa tìm được Tiêu Tiêu, đương nhiên anh phải tìm tiếp. Không thể làm gì được. Tần Y nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, gương mặt đầy lo lắng. Nhưng tránh để Dương Thanh phân tâm, cô ta vẫn lựa chọn ngoan ngoãn rời đi. Sau khi Tần Y đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có ba người. Ánh mắt Quan Tuyết Phong dần có chút cảm xúc, cảnh tượng vừa rồi thật sự đã khiến anh ta sợ hãi. Nhưng anh ta là người nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Châu, ai dám đắc tội anh ta thì chỉ có một con đường chết. Mày nói cho tao biết Tiêu Tiêu ở đâu, tao sẽ tha cho mày, thế nào? Dương Thanh ngồi ở trên sofa, bình tĩnh nhìn Quan Tuyết Phong. Quan Tuyết Phong đã khôi phục lại vẻ vừa tự tin vừa giả tạo của mình. Anh ta đi tới và ngồi xuống ghế sofa đối diện với Dương Thanh, thoải mái dựa vào ghế. Anh ta cười híp mắt nhìn Dương Thanh, ban đầu, tao thực sự không định làm gì con gái mày. Chỉ là con đàn điếm Phương Duyệt kia muốn dụ mày tới đây để trả thù. Nhưng bây giờ, tao đổi ý rồi. Mày muốn thế nào? Dương Thanh không lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Tiêu. Dù sao anh đã đeo dây chuyền mặt đá lên trên cổ Tiêu Tiêu, nó đã giúp anh thoát chết trong gang tấc rất nhiều lần. Được viên đá kia bảo vệ, thì có ai ở Giang Châu này có thể làm hại cô bé được? Chỉ là anh lo lắng Tiêu Tiêu bị nhốt một mình sẽ hoảng sợ. Ban đầu, tao tính lừa Tần Y tới trước, sau đó đưa cô ta lên giường. Về phần mày, tao không định làm gì mày. Ngay cả con gái mày cũng vậy. Quan Tuyết Phong bình tĩnh nói, tao chỉ định để mày sốt ruột một thời gian theo ý muốn của Phương Duyệt, rồi mới báo mày tới đón đứa trẻ, thuận tiện dạy dỗ mày một trận. Nhưng, mày đã cho tao thấy sự mạnh mẽ của mày. Mày nói xem, lúc này nếu tao thật sự trả con gái lại cho mày, mày sẽ tha cho tao à? Nếu tao không đoán sai, Phương Duyệt đã chết rồi phải không? Sự bình tĩnh của Quan Tuyết Phong làm Dương Thanh có một dự cảm xấu. Người như thế mới là người đáng sợ nhất, chuyện gì cũng có thể làm được. Phương Duyệt mới là kẻ cầm đầu gây họa, mày chỉ làm theo lời cô ta nói, giữa chúng ta cũng không có ân oán gì không thể hóa giải. Chỉ cần mày thả con gái tao ra, tao bảo đảm sẽ không động tới một sợi lông của mày, Dương Thanh nghiêm túc nói. Anh không hề nói dối mà thật sự nghĩ như vậy. Đối với anh, con gái quan trọng hơn. Quan Tuyết Phong là kẻ điên, cho dù anh không sợ cũng không muốn chọc vào, sẽ rắc rối. Nhưng Quan Tuyết Phong lại không tin lời anh nói, giễu cợt, mày nói một câu là có thể làm cho bốn anh em của tao bị mù, một câu nói có thể quyết định sống chết của Phương Duyệt. Mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc, vậy mày cũng không thể cứ trói con gái tao ở bên cạnh mày mãi chứ. Dương Thanh mỉm cười, có oan nên giải không nên kết. Mày thả con gái tao ra, tao tha mạng cho mày. Hết ân oán, không tốt sao? Quan Tuyết Phong lắc đầu, mày yên tâm, tao đã thu xếp cho người chăm sóc con gái mày rồi. Bây giờ con bé chính là cái ô bảo vệ của tao, tao chắc chắn sẽ không để nó xảy ra chuyện gì được. Chờ tới lúc tao có thể bảo đảm an toàn cho mình, tao sẽ thả con gái mày ra. Dương Thanh hơi híp mắt lại, tao có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với mày đã chứng tỏ tao đủ chân thành rồi. Mày còn làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ tao nóng lên sẽ giết chết mày à? Quan Tuyết Phong, tao làm việc luôn rất cẩn thận, tao tin mày có thể dễ dàng giết chết tao, nhưng mày có thể thử xem. Giết chết tao rồi, mày vĩnh viễn đừng mơ gặp lại con gái nữa, Quan Tuyết Phong không hề sợ hãi, còn cười đắc ý. Mã Siêu đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa, đứng phát dậy, anh Thanh, thằng này muốn tìm chết đấy. Người như thế, không cần nói nhiều với hắn làm gì, cứ giết luôn đi.
Em không tin với năng lực của anh còn không tìm được Tiêu Tiêu. Dương Thanh giơ tay ngăn Mã Siêu lại, nhìn thẳng vào Quan Tuyết Phong. Từ vẻ mặt của anh ta, Dương Thanh biết người này rất điên cuồng. Giết chết anh ta rất đơn giản nhưng tìm được Tiêu Tiêu mới khó. Nếu thật sự có thể tìm được con gái dễ như vậy, sau khi anh phát hiện ra Tiêu Tiêu mất tích, nhờ quyền hạn trong tay, hẳn đã tìm được Tiêu Tiêu rồi. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Điều duy nhất anh biết được là Tiêu Tiêu bị Phương Duyệt dẫn đến Ba Ánh Trăng, sau đó biến mất khỏi đây. Dương Thanh rất nghi ngờ, nhưng sự thật là vậy. Người của anh đã tìm khắp cả Ba Ánh Trăng, vẫn không tìm được. Đây cũng là nguyên nhân Quan Tuyết Phong không sợ hãi. Từ chuyện mày có thể tìm được nhiều người tới đây như vậy, tao biết mày đã bắt đầu tìm kiếm con gái từ lâu, chẳng qua không có bất kỳ manh mối nào, cho nên mới không dám làm gì tao. Nếu không, kết quả của tao sẽ giống như Phương Duyệt, Quan Tuyết Phong vừa cười vừa nói. Vậy mày phải làm thế nào, mới có thể xác định được mình an toàn, Dương Thanh hỏi. Một là mày chết, hai là tao không thể tiếp tục ở thành phố này nữa. Quan Tuyết Phong cười rạng rỡ, tiếp theo sau, mày sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng nhất của tao. Đến khi tao dùng hết mọi thủ đoạn mà mày còn sống, vậy tao chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trước khi rời đi, tao sẽ trả con gái lại cho mày. Anh ta không che giấu ý định giết chết Dương Thanh đã khiến anh phải nhìn anh ta với ánh mắt khác. Anh ta vẫn là người đầu tiên dám nói muốn giết mình ngay trước mặt như vậy. Được rồi, mày không cần lãng phí nước bọt ở chỗ tao nữa, chuyện gì cần nói tao đã nói rồi. Quan Tuyết Phong đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, một là bây giờ mày giết tao, vậy mày vĩnh viễn đừng mong gặp lại con gái của mày nữa. Hai là mày phải đối mặt với sự trả thù của tao. Không giết được mày thì tao sẽ rời khỏi thành phố này, cũng sẽ trả con gái mày lại cho mày. Anh ta nói xong câu đó lại muốn rời đi. Mã Siêu bước tới một bước, chặn lối đi của Quan Tuyết Phong. Dương Thanh, mày quyết định giết tao sao? Vẻ mặt Quan Tuyết Phong vẫn không hề sợ hãi. Dương Thanh khẽ nhếch môi, nếu mày muốn chơi, vậy tao sẽ chơi cùng. Nhưng tao cảnh cáo mày tuyệt đối đừng làm con gái tao phải chịu chút uất ức nào. Nếu không, đến khi con gái tao quay lại bên cạnh tao, cho dù phải đào ba thước đất, tao cũng sẽ tìm được mày, tự tay nghiền xương mày thành tro. Yên tâm đi, nếu tao đã đặt ra quy tắc trò chơi, tất nhiên sẽ không vi phạm. Con gái mày ngoại trừ không gặp được bố mẹ, mọi chuyện đều không thay đổi, Quan Tuyết Phong cười híp mắt nói. Thả hắn đi, Dương Thanh ra lệnh. Anh Thanh, anh tin lời hắn nói sao, Mã Siêu không cam lòng. Tôi bảo cậu tránh ra, Dương Thanh nhíu mày quát. Cho dù Mã Siêu không cam tâm nhưng đây là mệnh lệnh của Dương Thanh, anh ta chỉ có thể tránh ra. Quan Tuyết Phong liếc nhìn Mã Siêu với vẻ trêu tức rồi rời đi rất phóng khoáng. Anh Thanh. Sao anh có thể tin lời hắn nói được? Thả hắn đi, vậy Tiêu Tiêu phải làm thế nào? Mã Siêu tức giận nói. Dương Thanh cười lạnh, quan hệ nên dùng cũng đã dùng, chỗ nên tìm cũng đã tìm mà vẫn không tìm được, tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ giết hắn à? Nếu thật sự giết hắn lại không tìm được Tiêu Tiêu, vậy phải làm sao? Trong khi nói chuyện, anh cười khinh thường, rồi dùng mắt ra hiệu. Mã Siêu nhìn theo ánh mắt Dương Thanh. Lại phát hiện dưới bàn có một thiết bị nghe trộm. Anh ta mới chợt hiểu ra, Dương Thanh cố ý thả Quan Tuyết Phong ra. Tiêu Tiêu đừng khóc. Vừa rời khỏi Ba Ánh Trăng, Quan Tuyết Phong lấy một cái tai nghe nhỏ ra khỏi tai. Anh ta cười lạnh, tao đã giấu người đi, ai có thể tìm được chứ? Nơi khác, Dương Thanh và Mã Siêu cũng ra khỏi quán ba. Anh Thanh, bắt anh ta tới nhà họ Quan, uy hiếp anh ta giao ra Tiêu Tiêu không được sao? Mã Siêu vừa lái xe bám theo, vừa nói. Trước khi tìm được Tiêu Tiêu, làm vậy sẽ chỉ gây nguy hiểm cho con bé thôi, gương mặt Dương Thanh vô cùng lạnh lùng. Lẽ nào lại tha cho nhà họ Quan như vậy à, Mã Siêu đầy vẻ không cam lòng. Yên tâm đi, nhà họ Quan sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này, ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng, trên thảm trải sàn bằng nhung thiên Nga cao cấp có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi. Bên cạnh bọn họ là đủ các loại đồ chơi, cô bé đang chơi vui vẻ. Mà bên cạnh cô bé là một cô gái 25-26 tuổi. Cô ta có mái tóc dài bồng bềnh buông xõa, tay cầm một quyển truyện cổ tích, đang đọc cho cô bé nghe. Thỉnh thoảng cô ta lại gạt những sợi tóc rũ trên trán. Cô ơi, đây là chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn,
là chuyện cháu thích nhất đấy. Cô bé đột nhiên vui mừng nói rồi liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt cô bé chợt biến mất, hơi bĩu môi, sao bố còn chưa tới đón cháu thế? Tiêu Tiêu đừng nôn nóng, bố và mẹ cháu còn đang bận, chắc lát nữa sẽ tới đón cháu thôi, người phụ nữ tóc dài dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu đầy nuông chiều và có chút lo lắng. Một chiếc Palamela màu đen lao nhanh, Quan Tuyết Phong đang lái xe không phát hiện ra có một chiếc xe Phaeton màu đen đang bám theo. Với kỹ năng theo dõi của Mã Siêu, Quan Tuyết Phong hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Palamela lái vào một khu biệt thự trong thành phố, đỗ lại trước một biệt thự cao cấp. Quan Tuyết Phong rất cảnh giác, sau khi xuống xe còn quan sát xung quanh, xác định không có người theo dõi mới lấy chìa khóa ra, mở cửa, bước vào biệt thự. Anh Thanh, Tiêu Tiêu có thể ở đây không? Mã Siêu trốn ở trong rừng cây cách đó không xa, nhìn về phía Dương Thanh cũng đang nấp trong góc chết và hỏi. Dương Thanh lắc đầu, cậu chờ ở đây, tôi đi xem thử. Dương Thanh nói xong lại giống như một con báo săn, dáng người khỏe khoắn lập tức biến mất trong bóng tối, liên tục giải quyết mấy cái camera xong mới đến gần biệt thự. Trong biệt thự, Quan Tuyết Phong mới vừa vào cửa, đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau trên thảm trải sàn bằng nhung trước ghế sofa. Nghe tiếng cửa mở, hai người đều nhìn về phía anh ta. Quan Tuyết Phong, cô gái trẻ đứng lên, có vẻ hơi căng thẳng. Hạ hà, hình như em không vui khi gặp tôi nhỉ, Quan Tuyết Phong nhìn bóng dáng tuyệt đẹp kia, trong giọng nói đầy vẻ bất lực. Hạ hà dường như lo lắng gì đó, vội vàng chắn ở trước mặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng, đã quá muộn rồi, sao anh còn tới đây? Lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao, Quan Tuyết Phong mỉm cười, tiện tay cởi áo khoác treo trên mắc áo. Tối nay anh ta suýt chết ở ba ánh trăng. Vốn muốn ngủ với gái lại không thành, bây giờ chỉ muốn chút giận. Trước đó khi đối mặt với Dương Thanh, tất cả những gì anh ta thể hiện ra đều chỉ là giả vờ bình tĩnh. Cho dù là Mã Siêu tiện tay làm mù mắt bốn gã đàn em của anh ta, hay đội ngũ hơn trăm người cầm súng thật đạn thật do Dương Thanh gọi tới đều nói cho anh ta biết, lần này, anh ta động phải kẻ cứng cựa rồi. Anh ta rất có thể sẽ chết vì điều đó. Trong lòng anh ta sợ hãi, chỉ muốn ra sức chà đạp Hạ Hà. Để giảm bớt nỗi sợ trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của Quan Tuyết Phong, trong lòng Hạ Hà rất tức giận, nghiến răng nói, anh đã nói, trước khi tôi chấp nhận, anh sẽ không động vào tôi. Cô ta không phải là người phụ nữ của Quan Tuyết Phong mà bị anh ta giam lỏng trong biệt thự này từ một tháng trước, mãi tới sẩm tối hôm nay, Tiêu Tiêu mới được đưa tới. Quan Tuyết Phong cười nhạt, liếc nhìn Tiêu Tiêu đang căng thẳng, nắm chặt góc áo của Hạ Hà. Sau đó nói, tôi thấy em và cô bé này ở chung với nhau không tệ nhỉ. Anh muốn làm gì? Hạ Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Tiêu Tiêu ở sau lưng. Em biết rất rõ tôi muốn làm gì. Nếu em không muốn cô bé này bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu xa nào đó, vậy ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của tôi đi, đừng ép tôi phải ép em. Quan Tuyết Phong cố cười để che giấu nỗi sợ trong lòng mình. Hạ Hà nổi giận, anh đừng quá đáng. Được rồi. Tôi cho em suy nghĩ 30 giây. Nếu em không tới phòng ngủ, vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi. Quan Tuyết Phong chợt đứng lên. Hạ Hà vừa phẫn nộ vừa đấu tranh tư tưởng trong lòng. Thật ra khi cô ta bị bắt tới đây một tháng trước, Quan Tuyết Phong đã muốn cưỡng bức cô ta. Là cô ta cầm kéo kề trên cổ mình uy hiếp, mới có thể chống đỡ qua một tháng này. Nếu chỉ có cô ta sẽ không do dự thà chết trong chứ không chịu sống nhục. Nhưng hôm nay, bên cạnh cô ta lại có thêm một cô bé. Cô ta vừa gặp Tiêu Tiêu đã rất thích cô bé bụ bẫm đáng yêu này, cũng rất đau lòng khi thấy cô bé bị đưa tới đây. Đến giờ rồi, xem ra em vẫn muốn từ chối. Vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi, Quan Tuyết Phong mỉm cười, đứng dậy chậm rãi đi về phía Hạ Hà. Anh đừng tới đây. Hạ Hà sốt ruột, vội vàng nắm cái kéo dí lên cổ mình, vẻ mặt kiên quyết, Quan Tuyết Phong, anh đừng ép tôi. Nếu không tôi sẽ chết ở trước mặt anh. Hạ Hà, nếu em không lo lắng để lại ám ảnh khó quên trong lòng con bé thì cứ việc đâm. Tôi biết em không sợ chết, nhưng tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu em đâm xuống sẽ làm đứt động mạch chủ trên cổ, sẽ có rất nhiều máu phun ra đấy. Tôi nhìn ra được, cô bé này cũng rất thích em. Em nói xem, nếu để con bé nhìn thấy cả người em đều là máu, nằm trong vũng máu co giật tới chết. Con bé có thể bị dọa tới ngu luôn không?
con bé này chắc hẳn chỉ mới 4 tuổi nhỉ. Nó còn nhỏ như vậy, nếu phải tận mắt nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó, nói không chừng còn có thể bị dọa sợ mà chết. Quan Tuyết Phong dường như không hề lo lắng Hạ Hà sẽ tự sát, vừa bước tới gần Hạ Hà vừa cười tả cảnh tượng khủng khiếp đó. Anh câm miệng lại cho tôi. Câm miệng, gương mặt Hạ Hà đầm đìa nước mắt, kích động hét lên với Quan Tuyết Phong. Oa, Tiêu Tiêu sợ. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên khóc òa. Cho dù cô bé không hiểu Quan Tuyết Phong nói gì nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của Hạ Hà. Tiêu Tiêu đừng khóc, cô ở đây rồi, Hạ Hà vội vàng vứt kéo đi, ôm lấy Tiêu Tiêu an ủi. Quan Tuyết Phong nhếch môi cười đắc ý. Tần Thanh Tâm hiểu lầm. Hạ Hà an ủi hồi lâu mới có thể giúp cảm xúc của Tiêu Tiêu ổn định. Cô ơi, cháu nhớ bố với mẹ rồi, cô có thể gọi điện bảo họ tới đón cháu không? Tiêu Tiêu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào Hạ Hà. Hạ Hà nhìn Tiêu Tiêu với vẻ mặt phức tạp, tuy cô ta không biết tại sao Tiêu Tiêu lại bị đưa tới đây nhưng cô ta vẫn nhớ rõ những gì người đưa Tiêu Tiêu tới đã nói, sắp tới, Tiêu Tiêu sẽ ở chung với cô. Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng anh phải đưa Tiêu Tiêu về nhà, Hạ Hà đột nhiên nói. Quan Tuyết Phong híp mắt, tôi bắt em tới đây mà không làm gì em suốt cả tháng trời nên em nghĩ tôi sợ em chết ở đây đúng không? Hạ Hà cắn chặt đôi môi đỏ, không nói gì nhưng trong ánh mắt là tia van nài. Tôi đưa con bé này tới đây đương nhiên là có suy nghĩ của mình, em đừng có được đằng chân rồi lân đằng đầu. Nếu không, tôi cũng chẳng ngại việc giết con bé này trước rồi làm mấy việc khác với em đâu, Quan Tuyết Phong cười híp mắt nói. Hạ Hà biết, nếu muốn Quan Tuyết Phong thả Tiêu Tiêu thì đó là chuyện không thể, cô ta cũng từ bỏ việc cầu xin. Tiêu Tiêu, cô hơi mệt, muốn nghỉ một lát, cháu ở trong này tự chơi một chút. Tí cô thức dậy sẽ chơi với cháu nhé, Hạ Hà nhẹ nhàng nắm hai vai Tiêu Tiêu, dịu dàng nói với cô bé. Trong mắt Tiêu Tiêu rưng rưng lệ, cô bé rất sợ Quan Tuyết Phong, cũng không muốn ở lại đây một mình. Cô ơi, cô ôm Tiêu Tiêu ngủ chung được không, Tiêu Tiêu cầu xin với đôi mắt rơm rớm nước. Hạ Hà kiên nhẫn nói, nếu chúng ta đi ngủ hết, lát nữa bố mẹ Tiêu Tiêu tới đón Tiêu Tiêu mà không thấy ai thì làm sao đây? Bố mẹ sẽ tới sao ạ? Trong mắt Tiêu Tiêu hơi sáng lên. Tuy Hạ Hà không nỡ gạt Tiêu Tiêu nhưng vì cô bé, cô ta không thể không gật đầu, cô mở hoạt hình cho cháu xem nhé. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bố mẹ được không? Được ạ, Tiêu Tiêu vui vẻ đáp. Sau khi bật tivi, Hạ Hà mới theo Quan Tuyết Phong vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng, Quan Tuyết Phong gấp rút động tay động chân nhưng đột nhiên lại bị Hạ Hà đẩy ra. Sao? Em còn muốn từ chối à, trong mắt Quan Tuyết Phong hiện lên nét tàn khốc. Nước mắt làm ướt đẫm mắt Hạ Hà, cô ta cắn đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm Quan Tuyết Phong, không phải anh tự tin lắm, chắc chắn tôi sẽ yêu anh mà. Nếu anh làm vậy, cho dù chết, tôi cũng sẽ không yêu anh. Quan Tuyết Phong này muốn phụ nữ, dạng nào mà chẳng có. Em đúng là coi trọng bản thân quá, giờ tôi chỉ muốn lên giường với em. Nếu em từ chối... Tôi sẽ giết con bé kia, Quan Tuyết Phong tàn nhẫn nói ra những câu này. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Quan Tuyết Phong nhíu mày, con nhỏ này, đúng là muốn chết mà. Nói xong, anh ta hầm hầm đi mở cửa. Quan Tuyết Phong, anh đừng kích động, anh muốn tôi cho là được, đừng nổi giận với Tiêu Tiêu. Hạ Hà lập tức hoảng sợ, cô ta tưởng Quan Tuyết Phong muốn ra tay với Tiêu Tiêu. Hạ Hà vừa định đuổi theo ngăn cản. Quan Tuyết Phong đã mở cửa. Bùm! Quan Tuyết Phong vừa mở cửa, mắt lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, sự sợ hãi bao trùm cả gương mặt anh ta. Khi anh ta còn chưa kịp phát ra âm thanh, đối phương đã tung một cước, cơ thể bay ra ngoài, nện mạnh vào bàn trà, mấy cái cốc chân dài và chai rượu vang đỏ phía trên đều rớt xuống đất, bể nát. Sao bọn mày tìm được tới đây? Quan Tuyết Phong nhìn Mã Siêu, vẻ mặt sợ hãi. Lồng ngực bị đá trúng không biết đã gãy mấy cái xương sườn. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng của anh ta lớn hơn cơn đau trên cơ thể vô số lần. Quan Tuyết Phong biết rất rõ, một khi Tiêu Tiêu được cứu, mình có thể sẽ bị giết. Hạ Hà cũng sợ hãi, cô ta trơ mắt nhìn Mã Siêu đi tới trước mặt Quan Tuyết Phong, nâng chân dẫm lên ngực anh ta, từ lúc mày mang con gái của anh ấy đi thì kết cục của mày chính là sẽ chết rất thảm. Bọn mày không thể giết tao. Nếu không nhà họ Quan sẽ không tha cho bọn mày đâu, toàn thân Quan Tuyết Phong run rẩy. Trước kia cảnh Mã Siêu trọt mù mắt bốn tên đàn em ở ba ánh trăng vẫn khắc sâu trong đầu anh ta.
anh ta có thể chắc chắn là Mã Siêu này dám giết mình. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phòng khách, đánh ngất hắn đi. Vâng, anh Thanh, Mã Siêu kính cẩn đáp. Giờ Hạ Hà mới nhận ra là ở phòng khách bên ngoài còn có người. Mã Siêu lại tung một cước, Quan Tuyết Phong ngất xỉu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Hà, Mã Siêu thuận tay nâng Quan Tuyết Phong nặng 70-80 kg lên, gánh trên vai rồi đi tới bên cửa sổ, vác người nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Bố ơi, cô còn ở bên trong, trước đó cô luôn chơi với con, giờ chúng ta sắp đi rồi, con phải chào cô một tiếng, Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, ngọt ngào nói. Vừa rồi Quan Tuyết Phong định làm gì Hạ Hà khi nãy, Dương Thần biết rõ, nếu không phải sợ dọa Tiêu Tiêu, anh đã xuất hiện từ lâu rồi. Đối với cô gái này, anh có chút biết ơn. Cô ơi, cô dậy rồi à? Bố tới đón Tiêu Tiêu rồi, cháu phải về nhà, Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh bằng một tay phe phẩy vẫy chào Hạ Hà. Dương Thanh đã nghe thấy cuộc đối thoại của Hạ Hà và Quan Tuyết Phong, giờ thấy mặt cô ta, nhất thời anh cũng có chút ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận là cô gái này rất đẹp, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean đã giặt tới sờn màu và áo sơ mi trắng, mái tóc dài thẳng tự nhiên, trông tràn trề sức sống thanh xuân. Có thể là vì bị nhốt quá lâu, cơ thể cô ta gầy hơn rất nhiều, chiếc quần jean cũng rộng hơn một chút. Cảm ơn cô đã bảo vệ con gái tôi. Dương Thần chân thành nói với Hạ Hà, vì không để Quan Tuyết Phong đụng vào mình, cô gái này dùng cái chết để đe dọa nhưng vừa rồi, cô ta lại thỏa hiệp với kẻ thù vì một cô bé xa lạ. Đối với Dương Thanh, đây là ơn lớn, trong lòng anh rất cảm kích. Hạ Hà nhẹ nhàng lắc đầu, không cần cảm ơn tôi, Quan Tuyết Phong chỉ muốn lợi dụng Tiêu Tiêu để uy hiếp tôi, là tôi liên lụy Tiêu Tiêu. Con gái anh dễ thương lắm, tôi rất thích bé. Dù thế nào thì chuyện đêm nay, tôi vẫn phải cảm ơn cô. Dương Thanh vẫn chân thành nói, rồi đưa một tấm danh thiếp, tôi tên Dương Thanh, đây là số điện thoại của tôi. Sau này, dù gặp rắc rối gì, cô đều có thể gọi cho tôi. Hạ Hà nhận lấy, danh thiếp rất bình thường, trên đó chỉ có một số điện thoại di động. Cô ta cất đi rồi cười nói, tôi tên là Hạ Hà. Dương Thần cũng gật đầu, từ hôm nay, cô đã được tự do. Không bao giờ, cần phải lo lắng là Quan Tuyết Phong sẽ tìm được mình. Vừa dứt lời, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Mã Siêu lái xe, Dương Thanh và Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, xe lao nhanh trên đường, tiến về phía biệt thự nhà họ Tần. Điều khiến Dương Thanh vui mừng là Tiêu Tiêu vẫn liến thoáng trên đường, không ngừng nói về mấy câu chuyện cổ tích mà Hạ Hà đã kể cho mình nghe và mấy trò chơi đã chơi chung. Chỉ cần Tiêu Tiêu không bị dọa sợ, đây đã là điều tốt nhất. Sau khi đưa Tiêu Tiêu về nhà, Tần Thanh Tâm cũng vừa về nhà không lâu. Hai người đi đâu chơi vậy? Muộn thế mới về nhà, Tần Thanh Tâm không biết Tiêu Tiêu bị bắt cóc nên khi thấy Dương Thần bế con về, trên mặt cô có chút không vui. Tâm, xin lỗi em, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa, Dương Thanh khẽ cười nói. Tần Y thấy Tiêu Tiêu bình an, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Mẹ, mẹ đừng trách bố. Tối nay là cô Hà chơi với Tiêu Tiêu đó. Cô tốt với con lắm, chơi với Tiêu Tiêu nè, còn kể nhiều chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe nè. Tiêu Tiêu thích cô Hà lắm lắm. À đúng rồi, nhà cô Hà siêu lớn, siêu đẹp. Tiêu Tiêu chơi với cô Hà vui lắm. Tiêu Tiêu không để ý tới vẻ mặt khác thường của Tần Thanh Tâm, cô bé còn đang hào hứng khen ngợi Hạ Hà. Nói xong cô bé còn nhìn Dương Thanh nói, bố ơi, ngày mai bố dẫn Tiêu Tiêu đi tìm cô Hà chơi nữa được không? Dương Thanh quan sát sự thay đổi trên mặt Tần Thanh Tâm, Dương Thanh biết cô đang tức giận, trong lòng vô cùng chua xót. Tiêu Tiêu bị bắt cóc, trong nhà trừ Dương Thanh và Tần Y, không ai biết nữa. Anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng nên không định nói cho cô biết. Hiện giờ Tiêu Tiêu lại nói như vậy, hiển nhiên Tần Thanh Tâm đã hiểu lầm. Cái thằng vô dụng, dám chơi bời ở ngoài nữa cơ à? Đúng là không ra gì. Uổng cho con bé Tâm nó tốt với cậu như vậy, Châu Ngọc Thúy vẫn muốn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ly hôn, sao bà ta chịu bỏ qua cơ hội này? Sắc mặt Tần Y cũng hơi thay đổi, tất nhiên cô ta biết Dương Thanh vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có cơ hội chơi bời với người phụ nữ khác. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, được không hả? Cô ta tức giận quát Châu Ngọc Thúy rồi vội nói với Tần Thanh Tâm, chị đừng hiểu lầm. Vốn là anh rể bảo em đi đón Tiêu Tiêu nhưng em không rảnh, anh ấy lại có việc bận nên mới gửi Tiêu Tiêu ở nhà bạn.
mấy đứa đều không rảnh thì sao không đưa Tiêu Tiêu về nhà? Theo mẹ, cái thằng bất tài này đã có âm mưu ly dị với Thanh Tâm lâu rồi, lần này về nhà để dẫn Tiêu Tiêu đi nên đêm nay mới cố tình đến gặp người phụ nữ kia. Châu Ngọc Thúy đanh đá nói, con xem lúc này là mấy giờ, Tiêu Tiêu còn luôn miệng khen như vậy. Tần Thanh Tâm tức giận, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói, anh cho em một lời giải thích đi. Dương Thanh không muốn bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm nhưng qua mấy lời Tiêu Tiêu vừa nói, không bị hiểu lầm mới lạ, còn có Châu Ngọc Thúy ở cạnh suối bảy gây chuyện, đúng là đổ thêm dầu vào lửa tâm, em đừng hiểu lầm, đúng như Y Y nói, do anh có việc đột xuất, hết cách mới gửi Tiêu Tiêu nhờ bạn trông một lát, Dương Thanh chột dạ nói. Tần Thanh Tâm cười lạnh, không nói gì mà ôm Tiêu Tiêu vào trong phòng. Anh rể, anh mau đi giải thích đi, Tần Y thấy Dương Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ thì sốt ruột rục rã. Dương Thanh lắc đầu, có vài việc chưa giải quyết xong, anh còn lo lắng, giờ không rảnh giải thích, chờ anh về lại giải thích với chị em sau. Nói xong anh quay người đi. Mã Siêu đang ở ngoài chờ anh, Quan Tuyết Phong đã nằm trong tay họ, anh còn phải đích thân tới nhà họ Phong một chuyến. Tiệc mừng thọ nhà họ Quan. Trong màn đêm, chiếc Phaeton màu đen lao vun vút đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan, nhà họ Tô và hai gia tộc khác cùng là bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải, từ đó có thể thấy địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải cao đến nhường nào. Bây giờ nhà họ Quan đông như chảy hội, từng chiếc xế xịn trị giá lên đến hàng chục triệu đỗ ngay ngắn trong bãi đỗ xe trước cổng. Hôm nay là ngày mừng thọ 70 của Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan, tuy đã hơn 8 giờ tối nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Trang viên rộng lớn đèn hoa rực rỡ, trong một đại sảnh rộng thênh thang bày trí mấy chục bàn tiệc cỡ lớn, bây giờ đã không còn một chỗ ngồi trống nào. Năm nào Quan Chính Sơn cũng tổ chức mừng thọ linh đình, nhưng đều mời người trong nhà họ Quan, còn lại một số cực ít khách mời khác là những thế lực trung thành với nhà họ Quan. Lúc này, chiếc Phaeton đen dừng trong bãi đỗ xe, cực kỳ không hợp với những chiếc xế xịn xung quanh. Anh Thanh, hình như nhà họ Quan đang tổ chức tiệc mừng gì ấy nhỉ? Mã Siêu nhìn từng người mặc hoa phục đi vào trong rồi nhìn Dương Thanh nói. Khóe môi Dương Thanh khẽ cong lên, đúng lúc, tất cả người nhà họ Quan đều có mặt, đỡ cho tôi phải cất công đi tìm từng người. Dương Thanh định vào trong trang viên thì một giọng nói kinh ngạc bỗng cất lên sau lưng. Một chàng thanh niên mặc một bộ vest màu đỏ rượu đi tới, lúc xác nhận đúng là Dương Thanh thì ánh mắt anh ta cực kỳ kinh ngạc. Đây là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan. Ngoài người trong nhà họ Quan ra thì chỉ những gia tộc có quan hệ thân thiết như nhà họ Vương của tôi mới có tư cách được mời tham dự. Thanh niên kia đột nhiên khinh thường nhìn Dương Thanh, nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc tới, anh chẳng qua chỉ là thằng tới ở rể nhà họ Tần, có tư cách gì đến nơi này. Nghe thanh niên kia nhắc tới nhà họ Vương, Dương Thanh mới nhớ ra anh ta tên là Vương Kiện. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về biệt thự nhà họ Tần đã gặp anh ta. Châu Ngọc Thúy còn ra sức gán ghép anh ta với Tần Thanh Tâm, thậm chí đến tận bây giờ, bà ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ này. Dương Thanh không hề xem Vương Kiện là mối uy hiếp, nhưng anh ta lại muốn chọc giận anh. Không có thiệp mời mà cũng đòi tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Quan. Vương Kiện bước tới trước vài bước, trêu tức Dương Thanh, không phải anh ở nhà họ Tần không có cơm ăn nên muốn tới đây để ăn trực uống chờ đấy chứ. Tôi ghét người khác cản đường của mình. Đặc biệt là chó. Ánh mắt Dương Thanh bỗng lóe lên tia sắc lạnh, Vương Kiện nhìn thấy ánh mắt đó chỉ cảm thấy cả người rét buốt, lưng toát mồ hôi lạnh. Mày! Vương Kiện cực kỳ tức giận, anh ta là cậu chủ nhà họ Vương, thân phận tôn quý đến nhường nào. Thế mà bị Dương Thanh sỉ nhục trước mặt người khác, đặc biệt là Dương Thanh đã cướp mất người con gái mà anh ta ưng ý. Trong mắt anh ta, Dương Thanh chỉ là một nhân vật thấp kém nhất trong xã hội. Anh ta có thể tùy tiện bóp chết bất kỳ lúc nào. Ấy thế mà vừa rồi, anh ta đã sợ hãi trước một ánh mắt của Dương Thanh, đây chính là nỗi ô nhục của anh ta. Dương Thanh, mày dựa vào cái gì mà huênh hoang trước mặt tao? Một câu nói của tao có thể quyết định được sống chết của mày đấy, mày có tin không? Lúc này trước cổng trang viên còn có một vài khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ, Vương Kiện cảm thấy tất cả mọi người đang chế nhạo anh ta nên kêu căng quát vào mặt Dương Thanh. Anh ta năm lần bảy lượt khiêu khích đã khiến Dương Thanh nổi giận. Anh nheo hai mắt lại, đôi đồng tử âm trầm ánh lên ý muốn giết người. Thấy Dương Thanh không nói gì, Vương Kiện tưởng anh sợ sun vòi rồi nên tiếp tục chìa ngón tay trỏ ra quát,
bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì may ra tao còn tha cho mày một con đường sống. Nếu không tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đắc tội với tao nghiêm trọng đến nhường nào. Ánh mắt Dương Thanh pha thêm vẻ cười cợt, anh cười hỏi, hậu quả nghiêm trọng nhường nào thế? Vương Kiện vô cùng hống hách, nói tiếp, bây giờ nhà họ Vương đang có giao tình rất tốt với nhà họ Quan, cả cái Giang Hải, có mấy ai dám đắc tội với nhà họ Vương. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn làm theo lời tao nói đi, đừng có mà cứng họng. Ồ, nhà họ Vương ghê gớm thế sao? Dương Thanh bỡn cợt, nhưng tao không tin lời mày nói thì biết phải làm sao? Hay là mày bảo chủ nhà họ Vương tới đây giải thích cho tao đi? Anh vừa nói hết câu, xung quanh bất chợt lặng ngắt như tờ. Ở Giang Hải hiện nay, nhà họ Vương đang móc nối quan hệ được với nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc đứng đầu, nên nhà họ Vương đang đi vào giai đoạn phát triển huy hoàng. Nhưng chàng thanh niên trước mắt này lại ngông cuồng đòi chủ nhà họ Vương đích thân tới nói chuyện. Vương Kiện hoàn toàn tức giận trước lời nói của Dương Thanh, mặt đỏ phừng phừng. Thằng khốn, mày muốn chết, anh ta tức giận quát lên, không thể nào kìm nén được cơn giận nữa nên xông thẳng vào người Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng chắp tay tại chỗ, chẳng hề động đậy. Thằng oát này sắp tàn đời rồi, Vương Kiện là cậu chủ nhà họ Vương, nào phải ai cũng có thể đắc tội được đâu chứ. Nhìn đi, thằng nhóc đó đã sợ đến ngốc luôn rồi kia, đứng ngơ tại chỗ không biết đường mà né nữa. Hai, còn tưởng là có kịch hay gì xem, không ngờ kết thúc nhanh như vậy, chán vãi. Những người đứng xem bàn tán sôi nổi, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Thanh bị đánh bầm dập rồi vậy. Bịch. Một giây sau, Mã Siêu vẫn luôn đứng sau lưng Dương Thanh đột nhiên bước lên trước một bước, rồi tung ra một cú đá. Vương Kiện vừa nãy còn hùng hổ bây giờ đã bị đá bay ra 5, 6 mét như một quả bóng. Nếu không phải Mã Siêu đã khống chế lực đá thì e rằng cho dù có là 1.000 Vương Kiện cũng phải tới hầu tổ tiên rồi. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Dương Thanh cười khẽ, nhìn Vương Kiện đang vật vã bỏ dậy, trong mấy năm tao không có mặt ở đây chắc mày đã quấy rối vợ tao không ít nhỉ. Tao giữ lại cho mày nửa cái mạng tàn để về nhà truyền lời, bảo bố mày tới đây tìm tao trong vòng nửa tiếng, nếu không tao không ngại ngày nào đó tới nhà họ Vương của mày dạo một chuyến đâu. Mọi người còn chưa hoàn hồn, Dương Thanh đã quay người bước vào trong trang viên nhà họ Quan. Khách khứa đứng sau lưng đều ngơ ngác. Tao phải khiến mày sống không bằng chết. Đôi mắt Vương Kiện dữ tợn, xác định Dương Thanh đã vào trong trang viên nhà họ Quan rồi mới quay người rời đi. Nhà họ Quan là gia tộc quyền quý bậc nhất ở Giang Hải, trong nhà đèn điện sáng choang, đứng từ xa đã nhìn thấy sảnh tiệc lộng lẫy hệt như hoàng cung. Sảnh tiệc có sức chứa hơn 1.000 khách. Cách bố trí xa hoa ở mọi ngóc ngách toát lên khí chất quý tộc, lúc này người đã ngồi đầy ắp mấy chục bàn tiệc rồi. Này, chẳng phải cậu ta là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tần, tên Dương Thanh đó à? Sao cậu ta có thể vào đây thế? Sau khi Dương Thanh ngồi xuống, một giọng nói kinh ngạc vang lên ở cách đó không xa. Người nói là một người phụ nữ tóc uốn xoăn, mặc một bộ sườn xám được đặt may, tôn lên thân hình nở nang của bà ta. Im miệng! Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh chợt gằn giọng quát. Tôi có nói gì sai đâu mình, sao ông không cho tôi nói chứ, bà ta oán trách. Vương Lộ Giao, tôi đã cảnh cáo bà rồi, cậu ta không phải là người bình thường đâu, nếu bà còn dám gây chuyện thì ngay ngày mai ông đây sẽ đuổi bà ra khỏi nhà họ Trương, người đàn ông lạnh lùng nói. Ông ta chính là Trương Quảng. Lần đầu gặp Dương Thanh ở trường mầm non, xảy ra mâu thuẫn. Ông ta chỉ cảm thấy Dương Thanh là một người rất giỏi đánh đấm. Lần thứ hai gặp ở nhà họ Tần, vốn dĩ ông ta định hợp tác với nhà họ Tần, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh, ông ta đã dứt khoát từ chối hợp tác. Lần thứ ba gặp ở nhà hàng Tô Ký, vợ của ông ta là Vương Lộ Giao đã đánh Châu Ngọc Thúy. Ông ta dẫn mười mấy cao thủ hàng đầu của gia tộc đến nhưng lại bị Dương Thanh một bước giải quyết một tên. Cho đến lần đó, ông ta mới nhận ra được Dương Thanh không đơn giản. Lần này gặp lại, đương nhiên ông ta không dám chọc giận Dương Thanh. Ngoài Trương Quảng và Vương Lộ Giao còn có hai người quen ngồi ở bàn gần đó, là cụ Tần và Tần Phi. Khoảnh khắc Dương Thanh vừa bước vào sảnh tiệc, Tần Phi đã nhìn thấy anh. Anh ta chợt sầm mặt xuống, ông nội, sao thằng ăn hại Dương Thanh kia cũng tới đây vậy ạ? Khó khăn lắm cụ Tần mới lấy được hai tấm thiệp mời của nhà họ Quan, mục đích là tới đây để làm quen, móc nối quan hệ với nhà họ Quan. Bây giờ nhìn thấy Dương Thanh cũng ở đây nên họ rất kinh ngạc và nghi ngờ.
Tần Phi khiêu khích. Dương Thanh vừa mới ngồi vững, sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Anh Thanh, tôi biết ngay là anh sẽ đến, cho nên tôi đã đến sớm đón anh. Một chàng trai mặc Âu phục đi tới, sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn Dương Uy bằng ánh mắt kỳ lạ, không ngờ người nhà họ Dương ở Châu Thành cũng được mời. Chỉ có điều nhà họ Dương muốn lợi dụng anh, nếu Dương Uy biết mục đích thật sự khi tới đây thì liệu rằng anh ta còn chủ động bắt chuyện với anh hay không? Dương Thanh thản nhiên bưng một tách trà trúc Diệp Thanh thượng hạng lên uống một ngụm rồi đột ngột cất lời, nếu anh không muốn bị tôi liên lụy thì tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra. Hả, Dương Uy nhất thời không hiểu. Nhưng anh ta nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của một số người trong sảnh tiệc. Ví dụ như cụ Tần và Tần Phi, cả Vương Lộ Giao ở chỗ nhà họ Trương nữa. Ngoài ra còn có các khách mời đã nhìn thấy cảnh Dương Thanh công khai khiêu khích nhà họ Vương ở bên ngoài lúc nãy. Dương Uy bỗng hiểu ra, cười khinh thường, chỉ là vài tên tép siêu trong các gia tộc nhỏ mà thôi, không có gì đáng sợ. Hiển nhiên anh ta đã hiểu lầm ý của Dương Thanh. Đến cả anh ta cũng biết Tần Phi chỉ là tên tép siêu thì sao Dương Thanh lại không biết chứ? Đương nhiên là Dương Thanh sẽ không tốn hơi giải thích cho anh ta. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó chờ tới thời điểm tuyệt nhất, đó là lúc đến lượt anh giết gà dọa khỉ. Dương Thanh không muốn để ý tới một số người, nhưng lại có người khăng khăng muốn khiêu khích anh. Ông nội, cháu qua chỗ Dương Thanh đây, cụ Tần chưa kịp ngăn cản, Tần Phi đã đi đến bàn Dương Thanh. Chào cậu Dương. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi dùng trà thay rượu mời anh một ly. Tần Phi vừa cười ha hả vừa bưng ly trà lên, chủ động mời Dương Uy. Dương Uy cười hờ hững, không định nâng ly trà. Trước đó anh ta đã điều tra quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Tần. Tuy anh ta chỉ muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của Dương Thanh để tối đa hóa lợi ích của nhà họ Dương, nhưng nếu so sánh giữa nhà họ Tần và Dương Thanh thì Dương Thanh vẫn quan trọng hơn. Tần Phi thấy Dương Uy dè dặt chưa chịu nâng ly trà lên. Đành cười gượng che giấu sự lúng túng. Anh ta khẽ gõ đế ly lên bàn một cái rồi bưng ly trà lên uống một ngụm. Dương Thanh, thật không ngờ một thằng rể vô dụng bị gia tộc vứt bỏ như mày cũng dám đến nhà họ Quan. Tần Phi dựa ra sau, còn bưng ly trà lắc qua lắc lại làm màu, ánh mắt nồng đậm vẻ bớn cợt. Anh ta cố ý nói to, làm cho rất nhiều người nhìn sang Dương Thanh. Kia là con cháu nhà họ Tần phải không? Có người nhìn Tần Phi và hỏi. Chắc thế, lúc nãy tôi thấy cậu ta đến cùng chủ gia tộc họ Tần Tần Côn. Nhưng nghe đồn gần đây nhà họ Tần đang bám víu nhà họ Trương nên mới có tư cách theo đến đây, lại có ai đó mỉa mai nhìn Tần Phi. Tôi nghe đám trẻ nói cậu thanh niên kia là chàng rể vô dụng bị nhà họ Tần xua đuổi. Lẽ nào cậu ta chính là tên ở rể đã ngủ với cháu gái của Tần Côn 5 năm trước, còn có người chú ý tới từ mấu chốt trong câu nói của Tần Phi. Mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng mấy chốc ai ai cũng biết Dương Thanh chính là tên bảo vệ đã cướp mất đêm xuân đầu tiên của Tần Thanh Tâm 5 năm trước. Dù sao Tần Thanh Tâm cũng nổi tiếng khắp Giang Hải từ lâu, mà chuyện 5 năm trước cũng nổi đình nổi đám. Bây giờ chuyện này bị mọi người bới móc ra, trở thành đề tài buôn chuyện trong lúc rảnh rỗi. Nhưng thằng rể vô dụng tên Dương Thanh kia vào đây bằng cách nào, rất nhiều người thắc mắc. Dương Thanh tiếng xấu đồn xa. Bọn họ chỉ biết anh là nam chính trong câu chuyện 5 năm trước. Tất nhiên là bọn họ không biết Dương Thanh cướp thiệp mời từ Vương Kiện. Ban đầu anh định dẫn Quan Tuyết Phong đến đây đòi nợ, nhưng khi phát hiện nơi này đang tổ chức tiệc mừng thọ thì anh lại muốn thay đổi sách lược. Sau khi về Giang Hải, anh hết sức khiêm tốn nên có rất nhiều người tưởng anh dễ bị bắt nạt. Giết gà dọa khỉ là cách hay nhất. Tần Phi thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi giận đùng đùng, Dương Thanh. Không phải mày lẻn vào đây đấy chứ. Không thì thằng ăn hại như mày làm gì có tư cách ngồi ở đây. Lần này Tần Phi còn nói to hơn, lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dương Uy vẫn ung dung ngồi bên cạnh Dương Thanh, nhưng không định ra mặt mà chỉ chờ xem trò vui thôi. Nếu bây giờ anh ta giải vây giúp Dương Thanh thì chán ngắt đúng không? Dương Thanh hỏi mỉa, anh đang nghi ngờ năng lực của nhà họ Quan đấy à? Đừng có nói hưu nói vượn. Sao tao dám nghi ngờ nhà họ Quan, Tần Phi sợ sun vòi, cuống quýt phản bác. Hôm nay phải có thiệp mời mới được vào đại sảnh, mà trước cửa có người nhà họ Quan kiểm tra. Bây giờ tôi đang ở trong này nhưng anh lại nghi ngờ, vậy chẳng phải là anh đang nghi ngờ nhà họ Quan kiểm tra không chặt chẽ, để tôi lọt vào đây hay sao? Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tần Phi chằm chằm. Mẹ nó mày đừng ăn nói linh tinh,
tao chỉ lo mày nhân lúc đông người lẻn vào thôi. Tần Phi nhận thấy có nhiều người nhà họ Quan nhìn sang thì sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Còn nói không phải anh nghi ngờ nhà họ Quan, anh cho rằng tôi là thằng vô dụng lại còn nói tôi lẻn vào đây, tức là muốn nói nhà họ Quan canh giữ quá kém, để một thằng vô dụng trong mắt anh lẻn vào được nơi quan trọng như thế này, đúng không? Dương Thanh hỏi đều. Tần Phi biến sắc, mặt mày giận dữ, mày câm miệng cho tao. Trước đó đã có người báo cho bảo vệ, đúng lúc này, có rất nhiều bảo vệ đi tới chỗ Dương Thanh, người dẫn đầu cung kính nói, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng mong anh hãy phối hợp, để chúng tôi kiểm tra thiệp mời. Dương Thanh cười khẩy, đến cả chính các anh cũng không tin năng lực của nhà họ Quan, nghi ngờ tôi lẻn vào sao. Tuy Dương Thanh có thiệp mời nhưng anh đến để gây chuyện, sao phải thuận theo ý nhà họ Quan. Sắc mặt trưởng nhóm bảo vệ trở nên nặng nề. Các thế lực được mời dự tiệc đều có quan hệ tốt với nhà họ Quan, anh ta không thể tùy ý bắt nạt ai dù người đó chỉ thuộc gia tộc nhỏ trong số đó. Nhưng tối nay là tiệc mừng thọ của Quan Chính Sơn, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì, nếu không anh ta khó lòng ăn nói với nhà họ Quan. Vì thế, anh ta đành kiên trì nói, mong anh thứ lỗi. Nếu chúng tôi làm việc sai sót thì chúng tôi nhất định sẽ xin lỗi anh. Cho dù bị trừ lương thì anh ta vẫn buộc phải làm vậy. So ra thì anh ta càng sợ đắc tội nhà họ Quan hơn. Trong sảnh tiệc rộng lớn thình lình xuất hiện nhiều bảo vệ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn Dương Thanh, muốn xem rốt cuộc anh chàng này vào đây bằng cách nào. Hiện giờ Tần Phi cũng hơi bối rối, giả sử Dương Thanh không có thiệp mời thì xem như anh ta đã gây ấn tượng được với nhà họ Quan. Nhưng nếu như Dương Thanh có thiệp mời thì sao? E là mình sẽ bị nhà họ Quan ghim vào sổ đen mất. Giờ đây anh ta bồn chồn khôn tả, có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Dương Thanh, tao nghĩ mày không có thiệp mời nên mới cố ý chất vấn nhà họ Quan như vậy nhỉ, Tần Phi cố đối đầu với Dương Thanh đến cùng. Đột nhiên Dương Thanh hơi nhếch môi, tiện tay ném thiệp mời lên mặt bàn, cũng đúng thôi, ngay cả người nhà họ Quan cũng nghi ngờ thì xem chừng công tác kiểm tra chẳng ra làm sao. Vậy thì cho các người cơ hội kiểm tra lại một lần nữa đấy, xem thiệp mời có phải giả không. Có phải tôi lẻn vào đây không? Vào lúc Dương Thanh lấy thiệp mời ra, Tần Phi tái mét mặt mày vì sợ. Thiệp mời của nhà họ Quan tương đương với vé vào cửa, không điền tên khách mời trên đó, cũng có nghĩa là chỉ cần có thiệp mời là có thể đi vào sảnh tiệc này. Bảo vệ kiểm tra một lượt, sau đó cung kính đưa thiệp mời cho Dương Thanh bằng hai tay, xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh. Đây đúng là thiệp mời của nhà họ Quan, mong anh bỏ qua cho. Sai rồi. Vốn dĩ có rất nhiều người đang chờ xem trò vui, nhưng bây giờ ai nấy đều thất vọng. Tần Phi tỏ ra khó tin, sao thế được, cậu ta có tư cách gì mà nhận được thiệp mời của nhà họ Quan chứ? Cụ Tần phải ra giá cao mới lấy được hai tấm thiệp mời, vậy mà hôm nay Dương Thanh cũng có thiệp mời. Anh ta không thể chấp nhận được sự thật này. Trưởng nhóm bảo vệ lạnh lùng nhìn Tần Phi, tốt nhất là anh nên chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi đã đích thân kiểm tra thiệp mời của anh đây. Lẽ nào anh vẫn nghi ngờ? Im miệng, Tần Phi đang định giải thích thì bị cụ Tần quát lên chặn miệng. Thật xin lỗi, là lỗi của cháu trai Tần Phi của tôi. Tần côn tôi xin nhận lỗi với các vị tại đây, nói đến đây, cụ Tần đứng dậy, chắp tay xin lỗi khách khứa xung quanh. Dù chỉ là bảo vệ của nhà họ Quan thì cũng đại diện cho nhà họ Quan, cụ Tần không dám tùy tiện đắc tội. Sắc mặt Tần Phi hết sức khó coi. Anh ta cảm thấy tất cả mọi người đang giễu cợt mình. Dương Uy giữ im lặng, hứng thú quan sát từ đầu đến cuối. Bây giờ sự việc đã giải quyết xong xuôi, anh ta mới cố ý nói, tôi đã bảo mà. Anh Thanh là khách quý của nhà họ Dương chúng tôi, làm gì có chuyện không mời mà tới chứ. Tần Phi càng nhăn nhó hơn, cậu chủ Dương, chắc là anh nhầm rồi, tên này là thằng rể vô dụng đã bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc. Cậu ta làm gì có tư cách nhận được thiệp mời của nhà họ Quan? Nói không chừng cậu ta lấy trộm của người khác đấy. Dương Thanh lặng thinh không nói gì, chỉ bưng tách trà sứ màu trắng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tần Phi, anh nói tên này là thằng rể vô dụng của nhà họ Tần, lẽ nào anh ta chính là thằng bảo vệ quèn đã lên giường với em họ anh 5 năm trước, anh chàng ngồi cùng bàn bỗng mỉm cười hỏi chuyện. Cậu chủ tử đoán đúng rồi, chính là thằng khốn này. Nếu không vì chuyện này thì nhà họ Tần chúng tôi đã chẳng phải bẽ mặt bao năm qua. Có người hỏi mấy chuyện cũ năm xưa,
Tần Phi rất chi là phối hợp. Anh ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt chế giễu, điều ghê tởm hơn cả là sau khi ở rể, thằng khốn này đã mất tích 5 năm. Mọi người thử đoán xem cậu ta đã đi đâu. Cậu chủ Tần đừng vòng vo nữa, mau nói đi, có người thúc giục. Cậu ta đi lính, đi một mạch 5 năm dòng, một tháng trước mới về, Tần Phi cười sằng sặc. Đi lính những 5 năm cơ à? Chắc là ngầu lắm nhỉ, chàng trai nói chuyện trước đó làm bộ kinh ngạc hỏi. Những người được ngồi ở đây không giàu thì cũng sang, đâu coi một người đồng lứa đi lính 5 năm ra gì. Ngầu lắm cơ. Tần Phi châm chọc, nghe nói cậu ta nuôi lợn trong bộ đội 5 năm, ha 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 ha, ha ha ha. Tất cả những người ngồi bàn đó đều cười phá lên như được mùa. Cậu chủ Tần, nói gì thì anh ta cũng là rể nhà họ Tần, thật sự kinh khủng vậy luôn á. Lại thêm một thanh niên chế nhạo, lời nói đậm chất cợt nhả. Rể nhà họ Tần. Tần Phi cười giễu cợt, giọng điệu khinh bỉ, cái con vợ ti tiện của cậu ta cũng ngu hết sức, vẫn còn muốn chung sống với Phường An Hại này. Hiện giờ cả nhà bọn nó đã bị ông nội tôi đuổi khỏi gia tộc rồi, mọi người tuyệt đối đừng nói cậu ta là người nhà họ Tần. Vợ tôi trở thành đề tài buôn chuyện của anh từ bao giờ thế? Dương Thanh bình thản cất lời, nhẹ nhàng đặt tách trà sứ trắng xuống, nhìn Tần Phi đăm đăm. Gương mặt anh góc cạnh như dao gọt, lúc này khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng khiếp người. Không biết có phải là ảo giác hay không mà dường như Tần Phi trông thấy trong đôi mắt Dương Thanh có tia sáng màu tím lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Hình như nhiệt độ trong sảnh tiệc đột ngột giảm vài độ, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Tần Phi đang bị Dương Thanh nhìn chòng chọc cũng cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy như thể trước mặt anh ta không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục, khiến anh ta sợ hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó anh ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, giận dữ nói, người Giang Hải ai ai cũng biết chuyện này, tao nói sai gì chắc. Sai rồi. Mặt Dương Thanh không còn cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn nhiều. Tần Phi nhíu mày cãi, đó là sự thật, làm sao sai được. Dương Thanh hờ hững đáp, lẽ nào những việc đó không phải do nhà họ Tần phối hợp với anh tạo dựng nên để cướp tập đoàn Tam Hòa từ tay Tần Thanh Tâm sao? Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Mấy bàn xung quanh đang xì xào bàn tán cũng ngưng bặt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Cụ Tần và Tần Phi cũng giật mình, đúng là việc này do Tần Phi sắp đặt, cụ Tần cũng mới biết thôi, nhưng vì tập đoàn Tam Hòa, lão ta phải ém nhẹm chuyện này. Không có ai biết chuyện này ngoài hai ông cháu bọn họ, sao Dương Thanh lại biết? Nếu chuyện này lộ tẩy thì nhà họ Tần sẽ mất hết thể diện. Trong thời gian này, nhà họ Tần nhận được đầu tư từ nhà họ Dương, còn móc nối quan hệ với một số gia tộc và doanh nghiệp ở Giang Hải, đang đà phát triển mạnh. Gần đây có rất nhiều người chủ động mời Tần Phi ăn cơm để móc nối quan hệ với nhà họ Tần. Lâu nay anh ta vô cùng đắc ý, sắp quên mất chuyện lúc trước Dương Thanh suýt lấy mạng mình rồi. Bây giờ bị Dương Thanh mắng, còn vạch trần sự thật 5 năm trước, anh ta lập tức nổi giận. Mày dám ăn nói bậy bạ ở nhà họ Quan, có biết chữ chết viết như thế nào không? Ngậm miệng vào. Tần Phi đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Dương Thanh nheo mắt, lộ rõ vẻ lạnh lùng, quả thật tôi không biết, hay là anh dạy tôi viết như thế nào nhé? Tận sâu trong đáy mắt Tần Phi đã nhen nhóm ý muốn giết người mãnh liệt. Suy cho cùng thì anh ta có chỗ dựa nên chẳng sợ gì hết. Anh ta đi tới trước mặt Dương Thanh, nở nụ cười tàn nhẫn, nếu mày không biết thì tao sẽ dạy mày cách viết. Dứt lời anh ta thuận tay cua lấy chai rượu vang Romani Conti chưa mở nắp, đập vào đỉnh đầu Dương Thanh. Ngay lúc chai rượu hạ xuống, Dương Thanh giơ một tay túm chặt cổ tay anh ta. Rắc rắc. Sau tiếng rắc giòn tan, cổ tay Tần Phi lòi ra xương trắng. Á! Sau vài giây lặng ngắt như tờ, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người ngây ngốc nhìn Dương Thanh. Chỉ thấy anh lấy khăn giấy, lau kỹ bàn tay dính máu từ lòng bàn tay đến mu bàn tay hết một lượt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn Tần Phi, đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả cái nước Chiêu Châu này, có mấy người có tư cách dạy tôi chứ? Anh xứng sao, ngang ngược hết sức. Câu hỏi này khiến Tần Phi ớn lạnh. Mà lạ ở chỗ nỗi sợ hãi trong lòng đã lấn át cả nỗi đau đớn nơi cổ tay. Lúc này tất cả mọi người đều câm như hến, đầu cúi gằm, không ai dám nhìn Dương Thanh, chỉ sợ sát thần này chút giận lên bọn họ. Dương Uy ngồi bên cạnh Dương Thanh cũng bị hành động của anh dọa hết hồn,
khẽ run lên vì sợ. Đột nhiên Dương Uy hiểu ra, lúc nãy Dương Thanh đã bảo nếu mình không muốn bị liên lụy thì tốt nhất là hãy tránh xa ra. Đến giờ anh ta mới biết Dương Thanh nói vậy là có ý gì. E là Dương Thanh đến đây có mục đích xấu, Tần Phi chỉ là mồi lửa đóng vai trò châm nổ thùng thuốc súng Dương Thanh mà thôi. Người này có khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Anh ta thật sự là thằng ăn hại bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, thấy máu không lành, e là nhà họ Quan sẽ không tha cho chàng trai này đâu. Mãi lâu sau, sảnh tiệc yên tĩnh mới có tiếng rì rầm nói chuyện. Tong tong! Dương Thanh làm lơ những lời bàn tán ấy. Anh cầm một ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ Thượng Hạng lên, rót trà vào tách sứ trắng tới khi nước trà sắp tràn ra ngoài mới dừng lại. Nhìn vào thì thấy nước trà còn cao hơn miệng tách nhưng không bị tràn ra ngoài một giọt nào. Vừa đủ, ít một giọt thì thiếu mà thêm một giọt thì tràn. Văn hóa trà đạo có nói rượu đầy mời khách, trà đầy tiễn khách, cũng có câu rót trà 7 phần, để lại 3 phần tình. Câu thứ hai phù hợp với trường hợp này hơn. Dương Thanh rót đầy tách trà, ý là không nể tình. Tất nhiên là đối với nhà họ Tần. Dương Thanh bưng tách trà lên, không uống ngụm nhỏ mà uống một hơi cạn sạch, nước trà nóng rót vào cổ họng. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nuốt nước trà. Từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ ngồi im một chỗ, chưa từng di chuyển nửa bước. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước đến. Sự xuất hiện của anh ta giúp đại sảnh yên tĩnh trở nên sôi nổi hơn. Đó là Quan Tuyết Tùng, người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Quan, cũng là một trong bốn cậu chủ nổi tiếng Giang Hải. Một phần tư sản nghiệp nhà họ Quan do anh ta quản lý. Nghe đồn chủ gia tộc họ Quan có ý định gạt bỏ thế hệ thứ hai, bồi dưỡng Quan Tuyết Tùng trong thế hệ thứ ba làm người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Anh chàng này gây chuyện trong tiệc mừng họ của chủ nhà họ Quan, mà Quan Tuyết Tùng là chủ tương lai của nhà họ Quan, chắc chắn không tha cho cậu ta đâu. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh, nhìn từ trên cao xuống, hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội tôi. Thấy máu không lành, cậu hãy giải thích đi, nếu không cậu đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Dương Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười cợt, Quan Tuyết Phong là gì của anh? Quan Tuyết Tùng khẽ nhướng mày, không rõ tại sao Dương Thanh lại đột nhiên hỏi về Quan Tuyết Phong, lẽ nào đối phương quen biết nó? Quan Tuyết Phong là em trai ruột của tôi. Thế nhưng, nếu cậu không giải thích thì cho dù cậu có quen nó cũng không ai cứu được cậu đâu. Chỉ trong nháy mắt Quan Tuyết Tùng đã khôi phục như thường. Anh ta vén lọn tóc dài che trước mắt ra, lạnh lùng nói, hôm nay cậu đã để bữa tiệc mừng thọ của ông nội tôi dính máu, đây là tội lớn. Sau khi xác nhận Quan Tuyết Phong là em trai ruột của Quan Tuyết Tùng, Dương Thanh cười hờ hững, nếu không muốn thấy máu thì tốt nhất là anh cũng ngậm miệng vào. Cậu uy hiếp tôi. Chẳng những Quan Tuyết Tùng không giận mà còn mỉm cười. Hiện nay ở Giang Hải, đám người hơn tuổi cũng không dám uy hiếp anh ta chứ đừng nói chi tới lứa trẻ hơn. Dương Thanh lắc đầu, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóc, sau đó đứng dậy. Quan Tuyết Tùng thấy Dương Thanh lắc đầu thì cười khinh bỉ, không thì tốt. Anh ta vừa nói dứt câu, Dương Thanh bỗng giơ tay túm tóc anh ta. Dầm! Ngay sau đó, Dương Thanh ấn mạnh đầu Quan Tuyết Tùng xuống bàn ăn. Tiếng vang cực lớn, mặt Quan Tuyết Tùng bê bết máu. Sau vài tích tắc ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh. Mọi người đồng loạt nhìn Dương Thanh, nhìn thân hình thẳng tắp kia, dường như bọn họ nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Tôi không uy hiếp mà chỉ hành động thôi. Dương Thanh cười như gió xuân, nói xong lại ngồi về chỗ của mình. Lăn đến nhận lỗi. Những người cùng bàn đều im như tóc, thấp thỏm như ngồi bàn trông. Ngồi cùng tên ác ma Dương Thanh này, bọn họ không dám thở mạnh. Nhất là Dương Uy lại càng căng thẳng không yên. Anh ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức này. Hơn nữa, Dương Thanh cũng thật to gan, dù là bẻ gãy tay Tần Phi hay là đánh người ưu tú nhất của nhà họ Quan đều là sự sỉ nhục đối với nhà họ Quan. Mà Dương Thanh thì thản nhiên bưng ấm trà Long Tĩnh Thượng Hạng lên, rót đầy một tách rồi uống một hớp nhỏ. Anh đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu. Cộp, cộp, cộp. Âm thanh lảnh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh tựa như tiếng ác ma đánh mạnh vào trái tim mỗi người. Tao phải giết mày. Quan Tuyết Tùng máu me đầy mặt, gào lên dữ tợn. Anh ta là lứa trẻ ưu tú nhất trong nhà họ Quan,
thậm chí chủ gia tộc còn định bỏ qua một thế hệ để truyền lại vị trí chủ gia tộc cho anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta lại bị Dương Thanh hung hăng ấn đầu xuống bàn, đây là nỗi sỉ nhục cực lớn đối với anh ta. Đúng lúc này, một ông già mặc vest đi giày da gấp gáp đi đến, thì thầm bên tai Quan Tuyết Tùng, chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy, thưa cậu Tùng, ông chủ nói tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đương nhiên sẽ không để cho cậu ta còn sống rời khỏi đây. Quan Tuyết Tùng vốn đang giận dữ, nhưng nghe ông ta nhắc đến chủ gia tộc thì đành nén giận, nhìn chòng chọc vào Dương Thanh như nhìn một người chết, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng trong đời của mày đi. Nói rồi anh ta xoay người rời đi, để lại một đám khách khứa đang ngây người vì kinh ngạc. Cụ Tần nghiêm mặt nhìn Dương Thanh, đến giờ lão ta mới nhận ra đứa cháu rể vẫn bị mình xem là kẻ ăn hại không hề đơn giản như vẻ ngoài. Hai mắt Tần Phi đỏ ngầu, cổ tay đau đớn khiến anh ta suýt ngất lịm. Dương Thanh ra tay rất ác, cổ tay Tần Phi đã gãy lìa, còn lòi cả xương trắng, chưa chắc đã giữ được cánh tay này. Cụ Tần cũng biết nếu Tần Phi trong bộ dạng máu me be bét có mặt ở tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan thì không may mắn, không chừng còn bị nhà họ Quan ghi thù, cho nên lão ta dứt khoát dẫn Tần Phi ủ rũ rời đi. Dương Thanh cũng không vội, vốn dĩ hôm nay anh đến đây để gây sự mà. Chẳng qua anh không ngờ nhà họ Quan lại nhẫn nhịn như thế, anh đã đánh người ưu tú nhất trong lớp trẻ nhà bọn họ trước đám đông mà họ vẫn nhịn không lôi cổ anh ra ngoài. Lúc này Dương Uy cũng như ngồi trong đống lửa. Mặc dù anh ta biết thân phận của Dương Thanh nhưng cũng điều tra được một số chuyện, biết hai mẹ con Dương Thanh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn từ nhiều năm trước. Anh ta cho rằng gia tộc Vũ Văn giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh chỉ để bồi thường cho đối phương mà thôi. Anh ta cũng biết Dương Thanh hận gia tộc Vũ Văn, người nhà họ Dương và nhà họ Quan hợp tác thân thiết, bây giờ Dương Thanh đắc tội với nhà họ Quan, anh ta không biết phải lựa chọn thế nào. Sau một hồi do dự, cuối cùng Dương Uy mỉm cười đứng dậy, tôi đi toilet đây. Đến khi ra ngoài, Dương Uy vội vàng gọi điện thoại báo cho Dương Hướng Minh biết chuyện xảy ra ở đây. Mãi lâu sau Dương Hướng Minh mới trầm giọng nói, cháu chỉ cần đứng ngoài quan sát chuyện này là được. Dù Dương Thanh có làm gì, cháu không được nhúng tay. Nhưng cũng không cần cố tránh né cậu ta. Ông nội, ông muốn cháu lặng lẽ quan sát ạ, Dương Uy đã hiểu ý ông nội. Dương Hướng Minh nói, đúng vậy, mặc dù Dương Thanh còn trẻ song cậu ta không phải người sốc nổi. Tuy rằng cậu ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn nhưng hiện đang là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, nhà họ Quan muốn giết cậu ta không phải chuyện dễ đâu. Vâng, cháu sẽ làm theo lời ông, Dương Uy cúp máy, sau đó quay về đại sảnh, tiếp tục ngồi cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa, chỉ cười chứ không nói gì. Thế nhưng Dương Uy lại bị nụ cười quái dị này của anh dọa sợ. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc từ từ đóng lại, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Một ông cụ mặc sườn xám nam màu đỏ thẫm chậm rãi bước tới. Ông cụ này không phải ai khác mà chính là Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. Hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của tôi. Xin cảm ơn các vị đã bớt thời gian bận rộn đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi. Quan Chính Sơn đi đến trước micro, mặt mày tươi cười rạng rỡ, cất cao giọng nói, ngoài người nhà họ Quan chúng tôi ra, tất cả những người tới tham dự tiệc mừng thọ của tôi hôm nay đều đến từ các thế lực có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan chúng tôi. Người đến là khách, chúc các vị ăn uống ngon miệng và chơi vui vẻ. Mọi người vỗ tay hoan hô. Giờ cũng đến lúc khách mời tặng quà cho Quan Chính Sơn. Thưa ông nội, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lúc này, Quan Tuyết Tùng bưng một hộp quà nhỏ bằng gỗ đàn hương bằng hai tay, cung kính dâng lên. Sau khi bóc quà, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc quý giá. Ha ha, tốt lắm. Ông rất thích quà của Tuyết Tùng, Quan Chính Sơn cười sang sảng. Quan Tuyết Tùng là người đầu tiên tặng quà mừng thọ, xét theo một ý nghĩa nào đó thì việc này nói lên địa vị của anh ta ở nhà họ Quan. Tiếp đó mới đến các bác, các chú, các cô của Quan Tuyết Phong lên tặng quà mừng thọ. Sau nữa là khách mời tặng quà. Trước mặt Quan Chính Sơn chất chồng đủ thứ quà mừng thọ, có lẽ cái nào cũng bằng mức thu nhập đủ cho một gia đình bình thường tiêu cả đời. Nhưng Quan Chính Sơn chỉ mỉm cười nhẹ. Ngoài chiếc nhẫn ngọc mà Quan Tuyết Tùng tặng được ông ta khen ra, chẳng còn món quà nào vừa ý ông ta. Đúng lúc này, cánh cửa nhà họ Quan đang đóng chặt bỗng bị Vương Kiện người trước đó đã bị mã siêu đá bay mở ra.
theo sau là một người đàn ông trung niên cũng đi đến chỗ tặng quà mừng thọ. Chào ông chủ quan, chúc ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Người đàn ông trung niên phía trước Phương Kiện bưng một chậu hoa ngọc bằng hai tay, trong chậu còn có đủ loại cánh hoa điêu khắc bằng phỉ thúy. Vương Hoàng Nghiệp hào phóng ghê, chậu hoa bằng ngọc phỉ thúy này chắc hàng chục triệu ấy nhỉ. Xem ra lần này nhà họ Vương quyết tâm muốn theo đuôi nhà họ Quan rồi. Có lẽ không lâu nữa thôi, gia tộc hạng nhất ở Giang Hải lại có thêm nhà họ Vương nữa. Khách khứa xung quanh đều ngạc nhiên khi trông thấy quà mừng thọ của Vương Hoàng Nghiệp. Quan Chính Sơn cười sang sảng, ông chủ Vương thật có lòng. Ông chủ Quan à, tôi có việc muốn báo cáo với ông. Vương Hoàng Nghiệp chợt nói, ồ, chuyện gì thế, cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tuy nhà họ Vương chỉ là gia tộc hạng hai nhưng lại tặng quà hàng chục triệu, quả là có thành ý. Quan Chính Sơn cũng không để Vương Hoàng Nghiệp thất vọng. Vốn dĩ tôi không muốn ông chủ quan mất hứng nhưng lại sợ có kẻ xấu trà trộn vào tiệc mừng thọ của ông, cho nên tôi không thể không báo cho ông biết. Vương Hoàng Nghiệp hơi cúi người xuống rồi nói tiếp, tôi vừa mới từ sân bay tới đây. Vì sợ đến tiệc mừng thọ của ông chủ quan muộn, cho nên tôi bảo con trai đến chúc thọ ông trước. Ai ngờ con trai tôi bị người ta đánh ở ngay trước cửa nhà họ Quan, kẻ đó còn cướp mất thiệp mời của nó nữa. Gì cơ, còn có việc này hả? Quan Chính Sơn giận dữ quát, kẻ nào dám cướp thiệp mời của nhà họ Quan? Vương Hoàng Nghiệp ra hiệu bằng ánh mắt, Vương Kiện lập tức chỉ vào Dương Thanh, tức giận tố cáo, tên khốn này, không mau cút đến đây nhận lỗi với ông chủ quan đi. Lại còn dám ngồi, mọi người nhìn theo hướng Vương Kiện chỉ thì thấy Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi đó. Tức thì tất cả ồ lên. Vừa nãy chàng trai này đã bẻ gãy cổ tay Tần Phi trước bàn dân thiên hạ, ngay cả đứa cháu trai được Quan Chính Sơn coi trọng nhất cũng dám đánh, còn hung hăng ấn đầu anh ta xuống bàn trước mặt mọi người. Không ngờ đến cả thiệp mời cũng là đồ trấn lột mới có được. Quá sức khinh thường. Rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì, trong đầu mọi người bỗng hiện lên suy nghĩ này. Dưới ánh nhìn của mọi người, Dương Thanh từ từ ngẩng đầu lên. Bình tĩnh quan sát Quan Chính Sơn. Mắt Quan Chính Sơn bỗng bắn ra tia lạnh lẽo. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta, vậy mà vẫn có người dám tới đây gây sự. Ông ta chỉ biết đại khái về chuyện vừa nãy đã xảy ra trong buổi tiệc, nhưng để tiệc mừng thọ diễn ra thuận lợi, ông ta chọn cách ém chuyện xuống dù cháu trai mình xem trọng nhất bị đánh. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, vào lúc quan trọng nhất trong buổi tiệc mừng thọ lại bị nhà họ Vương vạch trần. Hóa ra mày thật sự cướp thiệp mời tới đây, Quan Tuyết Tùng cười khẩy, ban đầu anh ta còn tưởng Dương Thanh lấy được thiệp mời từ đường dây khác. Dù gì năm nào cũng có hạng người như vậy, rất nhiều người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để lấy được tấm thiệp mời nhằm chứng kiến sự hoành tráng của tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan. Nếu Dương Thanh thật sự dùng thủ đoạn để lấy được thiệp mời thì thôi đi, nhưng không ngờ anh ta lại cướp lấy. Nếu vậy thì việc đối phó Dương Thanh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Danh con. Rốt cuộc cậu là ai, lúc này, cuối cùng Quan Chính Sơn cũng lên tiếng. Nhưng Dương Thanh chưa kịp nói gì, Vương Kiện đã lớn tiếng nói, ông cụ Quan, anh ta là con rể nhà họ Tần, 5 năm trước đã ngủ với Tổng Giám Đốc Tần Thanh Tâm, được mệnh danh là Hoa Khôi Giang Hải. Mấy năm trước anh ta đã đi lính, mới quay về gần đây. Mắt Vương Kiện chứa đầy sự hung ác, anh ta đang rất phấn khích. Lúc nãy khi anh ta và Vương Hoàng Nghiệp tới đây, đã dẫn theo cao thủ của gia tộc, giờ bọn họ đang đợi bên ngoài nhà họ Quan. Chỉ cần Dương Thanh bước ra khỏi nhà họ Quan, sẽ bị anh ta đánh cho tàn phế. Nhưng không ngờ, giờ nhà họ Quan cũng đang ghim Dương Thanh. Vương Kiện, im miệng lại. Vương Hoàng Nghiệp thấy ánh mắt không vui của Quan Chính Sơn, thì quát lên ngay. Sao tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan lại mời nhiều thằng hề thế? Người nào không biết còn tưởng nhà họ Quan là chỗ thu mua phế liệu. Thu gom hết mọi rác thải. Câu nói của Dương Thanh như tiếng sét nổ vang trong lòng mọi người. Mọi người đều kinh hãi. Câu nói của anh nghe có vẻ như đang sỉ nhục Vương Kiệt, nhưng cũng là sỉ nhục cả nhà họ Quan. Không ngờ anh lại ví nhà họ Quan như chỗ thu mua phế liệu. Sỉ nhục chủ nhà họ Quan ngay trong nhà họ Quan là một việc to gan bằng trời. Vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người Dương Thanh. Mọi người chỉ thấy anh đứng dậy. Thân hình cao lớn như một ngọn núi, đang từng bước tới gần Quan Chính Sơn. Cuối cùng gương mặt bình tĩnh của Quan Chính Sơn cũng hiện lên chút tức giận. Sau khi nhà họ Quan bước vào hàng ngũ 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, chưa ai dám sỉ nhục nhà họ Quan trước mặt ông ta,
chứ đừng nói là ngay trong tiệc mừng thọ. Cho dù là gia tộc trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng không ai dám nói thế. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như Dương Thanh lại dám đứng ra khiêu khích ông ta. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Đây là tiệc mừng thọ của ông cụ quan, mày đừng hành động vô lễ. Vương Kiện thấy Dương Thanh đi về phía quan chính sơn, thì nhất thời tức giận. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, Vương Kiện đã đứng chắn trước mặt quan chính sơn, rồi dõng dạc nói, ông cụ quan, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì ông đâu. Anh ta nghĩ rất đơn giản, chắc chắn Dương Thanh chưa kịp đi tới trước mặt quan chính sơn đã bị cao thủ nhà họ quan khống chế. Nên giờ anh ta chắn trước mặt quan chính sơn, không những không bị Dương Thanh đánh, mà còn được thể hiện trước mặt quan chính sơn. Các vị khách mời đều thấy phấn khích, lúc nãy bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy Dương Thanh tiện tay bẽ gãy cổ tay Tần Phi, thậm chí ngay cả quan Tuyết Tùng cũng không buông tha. Chẳng lẽ giờ Dương Thanh lại sợ một thằng hề Vương Kiện? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Tao không biết nên nói mày ngông cuồng tự đại, hay là không coi ai ra gì nữa. Đúng lúc này, quan Tuyết Tùng đi ra ngoài. Bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đi theo bảo vệ. Dương Thanh hơi híp mắt lại, rồi khẽ cười, tại sao không thể là có chỗ dựa nên không sợ ai vậy? Mọi người đều kinh ngạc, nếu lúc nãy anh đánh Tần Phi và quan Tuyết Tùng trước mặt mọi người là ngông cuồng, vậy thì bây giờ nên giải thích thế nào? Người tinh tường đều có thể nhìn ra, nhiều cao thủ nhà họ quan đã xuất hiện xung quanh quan chính sơn. Một khi ông ta hạ lệnh, Dương Thanh sẽ bị khống chế. Nhưng hình như anh vẫn chưa nhận ra, mà vẫn hống hách như trước. Quan Tuyết Tùng cũng tức đến mức bật cười, chỉ là thằng ở rể vô dụng của một gia tộc hạng bét, còn bị trục xuất khỏi gia tộc thì mày có tư cách gì mà có chỗ dựa nên không sợ. Anh ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã đi tới trước mặt anh ta. Hai tên vệ sĩ vội tiến lên một bước, chắn trước mặt quan Tuyết Tùng. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng xuyên qua khe hở giữa hai tên vệ sĩ. Bốp! Trước mặt mọi người, quan Tuyết Tùng bị tát bay ra ngoài, đồng thời còn bay hai chiếc răng hàm. Bịch, cả người anh ta đập mạnh xuống chiếc bàn ở gần nhất, rồi tiếng chén đĩa vỡ vụn liền vang lên. Há! Mọi người đều chết lặng, ai cũng trợn tròn mắt. Cậu ta điên rồi sao? Dám xuống tay với cậu Tùng trước mặt ông cụ quan. Chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là trước mặt cậu Tùng có hai tên vệ sĩ đang đứng che chở. Cậu ta đánh cậu Tùng bằng cách nào thế? Chẳng lẽ thằng nhóc này là một cao thủ? Tất cả khách khứa đều cảm thấy kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Lúc này, hai tên vệ sĩ đi theo bảo vệ quan Tuyết Tùng cũng khiếp sợ. Không ngờ Dương Thanh có thể vượt qua họ, rồi đánh cậu chủ mà họ đang che chở ở sau lưng. Sau một hồi thẫn thờ, hai tên vệ sĩ tức giận quát, mày muốn chết à? Lúc nắm đấm của hai tên vệ sĩ sắp rơi xuống, Dương Thanh như mọc mắt ở sau lưng, bỗng vươn hai tay ra. Túm lấy cổ tay hai tên đó. Bịch, bịch. Một giây sau, hai tên vệ sĩ bị Dương Thanh tiện tay quăng đi như quăng rác. Mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng như bị bóp nghẹt, miệng há hốc, ánh mắt chỉ còn sự sợ hãi nồng đậm. Một tát đánh bay quan Tuyết Tùng, thì có thể miễn cưỡng nói Dương Thanh có chút thực lực. Nhưng giờ ngay cả hai tên vệ sĩ của quan Tuyết Tùng cũng bị ném ra ngoài khi chưa chạm vào người Dương Thanh. Điều này chứng tỏ Dương Thanh không chỉ có chút thực lực mà là một cao thủ. Nhất thời, khoảng cách giữa Dương Thanh và quan chính sơn, chỉ còn lại mình Vương Kiện đang đứng ngây ngốc. Mày cũng muốn chặn tao à? Dương Thanh bỗng cười hỏi. Nhưng trong mắt Vương Kiện, nụ cười này lại khiến anh ta sởn tóc gáy. Dương Thanh, mày đừng sốc nổi nhé, đây là nhà họ quan đấy, Vương Kiện sợ đến mức nói năng ấp úng, cả người run rẩy. Thế à? Dương Thanh khẽ cười, tiến lên một bước, rồi dùng sức bóp cổ Vương Kiện, một tay anh dễ dàng nhấc thân hình nặng 70-80 cân của Vương Kiện lên. Hỗn xược! Quan chính sơn chợt nổi giận, Dương Thanh ra tay càn rỡ trong tiệc mừng thọ của ông ta, thậm chí còn dám đánh người trước mặt ông ta, đúng là quá sức khinh thường ông ta. Tặng quà mừng thọ! Dương Thanh không để ý tới quan chính sơn, bình tĩnh nhìn Vương Kiện. Lần trước tao thả mày về nhà là để bố mày tới nhận lỗi vì hành vi ngu xuẩn của mày, chứ không phải để mày tiếp tục khiêu khích tao. Tao không thích giết người chứ không có nghĩa là tao không dám giết. Dương Thanh vừa dứt lời đã thẳng tay ném Vương Kiện bay ra ngoài. Bịch một tiếng, người anh ta đập mạnh vào cột đá chịu lực ở trung tâm của sảnh tiệc. Hai mắt Vương Kiện trợn ngược,
hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Dương Thanh mới nhìn về phía Vương Hoàng Nghiệp, nói, không dạy được con là lỗi của bố. Lần này tôi tha cho mạng chó của hai bố con ông. Nếu các người còn dám trêu chọc tôi không ngại làm nhà họ Vương bốc hơi đâu. Trong sảnh tiệc, mọi người đều cảm giác như mình đang nằm mơ, mỗi người đều hoảng sợ nhìn Dương Thanh. Anh đánh người ngay trước mặt Quan Chính Sơn, đây rõ ràng là không coi Quan Chính Sơn ra gì. Mọi người đều có cảm giác nặng nề như trước cơn giông bão. Vương Hoàng Nghiệp càng sợ hơn, vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thanh lúc này càng làm ông ta sởn tóc gáy, thật sự không dám nói gì. Ông già mặc sườn xám nam màu đen chẳng khác nào một cái bóng, xuất hiện ở bên cạnh Quan Chính Sơn chẳng biết từ lúc nào. Là ông Chín. Có người kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều nhân vật lớn tuổi ở đây đều nhận ra ông già mặc sườn xám nam màu đen này. Không ai biết tên thật của ông già này, chỉ biết bàn tay trái của ông ta không có ngón út. Đây không phải là bị ai chém đứt mà trời sinh chỉ có 9 ngón, cũng vì vậy mà ông ta có tên 9 ngón. Ông ta được những người lớn tuổi biết tới không phải vì điều này, mà vì ông ta rất mạnh, đã nhiều lần cứu sống Quan Chính Sơn, cũng rất được Quan Chính Sơn coi trọng. Thậm chí một vài con cháu trong chi chính của nhà họ Quan cũng không có địa vị cao như 9 ngón. Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng được người ta đỡ tới. Trước khi bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, anh ta đã bị Dương Thanh đập đầu xuống bàn ngay trước mặt mọi người. Vừa rồi anh ta lại bị Dương Thanh tát bay ra ngoài. Lúc này, cả gương mặt của anh ta đều sưng vù, gương mặt dữ tợn biến dạng. Ông Chín, tôi muốn cậu ta phải chết, cuối cùng Quan Tuyết Tùng cũng bùng nổ, gần như nghiến nát răng và hét lên. Anh ta vừa dứt lời, 9 ngón lập tức di chuyển. Chân ông ta điểm nhẹ xuống đất và lao thẳng về phía Dương Thanh giống như mũi tên rời cung. Dương Thanh cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Anh vừa dứt lời, 9 ngón đã lao tới, giơ một chân lên cao, đá về phía anh. Lúc này, Dương Thanh cũng có hành động, nhưng anh vẫn đứng yên, chỉ co một chân và đá ra. Bộp! Hai chân vừa va chạm vào nhau, một lực mạnh đã truyền khắp chân của 9 ngón. Cơ thể 9 ngón bay lên không trung. Bộp! 9 ngón đập mạnh vào một bàn ăn có thể chứa được 20 người. Bàn ăn lập tức vỡ thành nhiều mảnh, cú đập mạnh này làm 9 ngón phun máu. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn đứng yên, không hề di chuyển. Anh chỉ giơ chân đá một cái đã khiến 9 ngón người mạnh nhất nhà họ Quan phải thua. Phòng tiệc im phăng phắc. Mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là những người lớn tuổi biết rõ 9 ngón mạnh tới mức nào lại càng khiếp sợ hơn. Sao có thể như vậy được? Người này thật sự là ông Chín sao? Tôi không tin. Trong phòng tiệc, không một người nào có thể chấp nhận nổi những gì mình tận mắt nhìn thấy là sự thật, gương mặt ai nấy đều đờ ra. Trên gương mặt già nua gặp nguy không sợ của Quan Chính Sơn cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quan Tuyết Tùng chấn động há hốc miệng, đủ để có thể nhét vừa một quả trứng gà, đồng thời sự khiếp sợ lan tràn ra khắp cả người anh ta. Lúc này, cao thủ nhà họ Quan vốn ẩn nấp trong bóng tối đều lao ra, bao vây Dương Thanh từng tầng từng lớp. 9 ngón cũng tái mặt, quay về bên cạnh Quan Chính Sơn và khẽ gật đầu, xin lỗi ông chủ, tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Mày tới tiệc mừng thọ của tao làm gì, một lát sau, Quan Chính Sơn mới bình tĩnh lại được. Từ khi Dương Thanh bước vào phòng tiệc đến giờ vẫn luôn gây sự. Quan Chính Sơn biết Dương Thanh đến đây tuyệt đối không phải để tham gia tiệc mừng thọ của ông ta. Dương Thanh cười nhạt, tôi tới đây tất nhiên là để tặng quà rồi. Tặng quà à? Tao thấy mày hận không thể giết hết tất cả người nhà họ Quan ấy chứ, nói gì tới tặng quà, Quan Chính Sơn nói mỉa. Trước khi tặng quà, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Dương Thanh chợt nói, không chờ Quan Chính Sơn hỏi, anh đã hỏi, Quan Tuyết Phong là người nhà họ Quan ông. Nó là cháu trai tao, không phải mày có quan hệ gì với nó đó chứ. Cho dù có, chỉ với những gì mày làm ở nhà họ Quan hôm nay, tao cũng không thể tha cho mày được. Sắc mặt Quan Chính Sơn nghiêm lại như thể mình có khả năng giữ Dương Thanh ở lại đây vậy. Dương Thanh thấy buồn cười. Anh không biết Quan Chính Sơn lấy đâu ra can đảm như vậy. Ngay cả 9 ngón người mạnh nhất nhà họ Quan cũng đã bị anh đánh bại bằng một chiêu. Chẳng lẽ ông ta còn có chiêu nào có thể đối phó được mình à? Hắn giam lỏng một cô gái nhà lành cả một tháng trời. Ông có biết chuyện này không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn khẽ nhíu mày, với địa vị của nhà họ Quan tao. Nó muốn loại con gái nào mà chẳng được.
cho dù mày nói thật thì sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi. Cháu tao để mắt tới cô ta là may mắn cho cô ta rồi. Chẳng trách hắn dám làm vậy, hóa ra là nhà dột từ nóc. Xem ra, nhà họ Quan ông cũng là những kẻ tán tận lương tâm, không có chuyện xấu nào không dám làm, Dương Thanh hờ hững nói. Hỗn xược! Quan Chính Sơn tức giận quát, làm gì tới lượt một thằng nhãi như mày đánh giá việc làm của nhà họ Quan tao chứ? Thật ra tôi chẳng hứng thú gì với chuyện nhà họ Quan ông, nhưng cháu ông chọc giận tôi, vậy thì lại có liên quan tới tôi rồi. Dương Thanh bình thản nói, vốn dĩ tôi định tới nhà họ Quan để đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Anh im lặng một lát rồi chợt nói, nếu đã vậy, tôi đành phải khiến nhà họ Quan biến mất khỏi Giang Hải, cũng xem như là thay trời hành đạo. Câu nói của Dương Thanh khiến mọi người đều kinh hãi. Đúng là cái gì cũng dám nói. Thằng nhóc, chẳng lẽ mày tưởng nhà họ Quan tao chỉ có một mình chín ngón, sau khi ông ta bị mày đánh bại sẽ không có ai có thể trị được mày sao? Quan Chính Sơn híp mắt lại, ánh mắt hung ác như muốn giết người, nhà họ Quan có thể đứng sừng sững trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải bao năm qua, nếu chúng tao thật sự dễ bị phá hủy giống mày nói thì còn có thể tồn tại đến giờ sao? Rất nhiều người nhìn Dương Thanh với vẻ mặt châm chọc, theo bọn họ thấy, Dương Thanh đánh giỏi thật, ngay cả chín ngón cũng không phải là đối thủ. Nhưng nhà họ Quan không đời nào lại lụn bại chỉ vì một cao thủ được. Nếu thật sự phá hủy một gia tộc dễ dàng như vậy, gia tộc nào muốn leo lên thì chỉ cần bỏ ra nhiều tiền mời một cao thủ hàng đầu tới tiêu diệt gia tộc thượng lưu, thì có thể leo lên được rồi. Dương Thanh nghe xong, chỉ cười thản nhiên. Sao người bình thường có thể hiểu được sức mạnh của thần chứ? Bốp, bốp, bốp. Dương Thanh đột nhiên vỗ tay, mỉm cười nhìn Quan Chính Sơn, nhiều lời vô ích, vẫn nên tặng món quà mừng thọ mà tôi chuẩn bị cho ông trước đã. Anh vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới những tiếng náo động. Trong sự kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng xuất hiện. Trong tay anh ta cầm chân của một người và kéo vào trong sảnh tiệc. Mà người kia bị kéo qua chỗ nào đều để lại một vết máu khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Quà mừng thọ đã mang tới, ông chủ Quan có thấy hài lòng không? Giọng Dương Thanh đột nhiên lạnh hơn. Mã Siêu nghe vậy tiện tay hất một cái, người đầy máu bị anh ta kéo tới được ném đến dưới chân của Quan Chính Sơn. Tuyết Phong! Quan Chính Sơn nhanh chóng nhận ra người be bét máu này. Ông ta tức giận chợt gầm lên như muốn giết người. Ngày tàn của nhà họ Quan. Lúc này, cả người Quan Tuyết Phong đẫm máu, mặt sưng vù. Nếu không phải nhờ vào quần áo trên người anh ta, Quan Chính Sơn cũng sẽ không nhận ra anh ta. Mày muốn chết! Quan Chính Sơn thấy cháu mình bị đánh thành như vậy, gương mặt cũng biến dạng. Quan Tuyết Phong bị thương rất nặng, các khớp tay, chân đã hoàn toàn bị đánh nát, cho dù có thể sống được nhưng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngay trong bữa tiệc mừng thọ của mình, có thể tưởng tượng được Quan Chính Sơn tức giận tới mức nào khi thấy cháu mình bị người ta ra tay ác độc như vậy. Khách mời trong sảnh tiệc liên tục tận mắt nhìn thấy những hành động của Dương Thanh cũng khiếp sợ tới mức chết lặng. Đừng nói là Giang Hải nhỏ bé này. Cho dù là cả Chiêu Châu, người có thể giết chết tôi còn chưa sinh ra đâu. Gương mặt Dương Thanh vô cảm, khi bị cao thủ nhà họ Quan bao vây lại không có vẻ gì cảnh giác. Mã Siêu đứng thẳng sau lưng anh, sẵn sàng chờ lệnh của Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng thấy tình trạng cả em trai mình thảm như vậy, nhớ lại vết thương mà Dương Thanh gây ra cho mình, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nếu hôm nay không thể bắt mày phải trả giá đắt, tao thề không làm người. Đôi mắt Quan Chính Sơn đỏ ngầu. Trong tình cảnh này, cho dù ông ta có giỏi nhẫn nhịn đi nữa cũng không có cách nào khống chế được mình. Tôi thật sự thấy buồn thay cho nhà họ Quan của ông. Đã đến lúc này rồi, ông còn muốn tôi phải trả giá đắt à? Lẽ nào ông không hiểu lý do tôi đánh cháu ông sao? Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho dù nó đã làm sai chuyện gì thì nó vẫn là cháu tao, nó có thể phạm một vài sai lầm. Nhưng mày không nên ra tay độc ác với nó như vậy. Mày thật sự không nên làm như vậy. Lúc này Quan Chính Sơn khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ai cũng có thể cảm giác được cơn giận của ông ta. Trong mắt rất nhiều người mơ hồ có chút mong chờ. Dương Thanh nhiều lần khiêu khích, bây giờ còn đánh cháu trai của Quan Chính Sơn tới bọn họ cũng sắp không nhận ra được. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Quan sẽ đối phó với Dương Thanh thế nào. Đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt. Cháu ông dựa vào đâu mà có thể được ngoại lệ? Dương Thanh bình tĩnh trả lời,
vô cùng đau lòng nói, nhà họ Quan ông đúng là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Làm như vậy sẽ rất dễ đắc tội nhân vật lớn đấy. Quan Chính Sơn biết được ẩn ý trong lời nói của Dương Thanh, chợt cười, mày nghĩ mình có chút thực lực là có thể trở thành nhân vật lớn thật à? Theo Quan Chính Sơn thấy, sở dĩ Dương Thanh đánh nhau giỏi là do anh đã đi lính mấy năm, nhưng dù vậy vẫn không thể bù đắp sự chênh lệch trên phương diện thân phận được. Ban đầu, tôi cũng không đành lòng tính toán sai lầm của một mình cháu ông lên đầu cả nhà họ Quan. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo, nhưng bây giờ tôi đã không còn chút thương hại nào, trái lại còn cảm thấy may mắn. Nếu không, có thể nhà họ Quan còn làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Dương Thanh vừa rồi vẫn đang mỉm cười, cả người chợt phát ra sát khí lẫm liệt. Quan Chính Sơn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này nhìn thấy lại đột nhiên có cảm giác không ổn. Sát khí! Dương Thanh muốn giết ông ta. Mày muốn làm gì? Quan Chính Sơn tức giận quát. Mười mấy cao thủ nhà họ Quan lập tức bao vây Dương Thanh và Mã Siêu. Cháu ông vì đối đầu với tôi mà bắt cóc con gái tôi đi, thậm chí còn tuyên bố muốn tôi phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng bất tận của hắn. Dương Thanh nói như đang kể về một chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng hắn thật bất hạnh, để tôi tìm được con gái nên hắn chỉ có thể chịu đựng cơn giận của tôi. Ban đầu tôi tới đây chỉ muốn xem thử thái độ của nhà họ Quan thế nào, rồi mới quyết định sẽ trừng trị ra sao. Nhưng đáng tiếc, tôi rất bất mãn về thái độ của ông. Nếu đã vậy, sau này Giang Hải sẽ không có nhà họ Quan nữa. Dương Thanh bình tĩnh nói ra những lời này. Ha ha! Nghe Dương Thanh nói, Quan Chính Sơn giận quá bật cười. Nụ cười trên mặt Quan Chính Sơn dần biến mất, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói, thằng nhóc vô tri mở miệng nói ra những lời ngông cuồng, đúng là quá mức kiêu căng. Khiến nhà họ Quan biến mất à, hình như mày còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Ông ta vừa dứt lời, hơn 10 cao thủ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu đều rút từ trong áo vest ra một khẩu súng lục câu. Những cái nòng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Thanh. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Quan Chính Sơn ra lệnh, Dương Thanh sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng. Cả sảnh tiệc chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc, mọi người đều chấn động trước cảnh tượng này. Chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu không có cảm giác gì, dường như không phải súng mà là món đồ chơi con nít đang chĩa vào bọn họ. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất lợi hại, ngay cả chín ngón người mạnh nhất nhà họ Quan tao cũng không phải là đối thủ của mày. Ánh mắt Quan Chính Sơn đầy thâm độc, cho dù là vậy. Bây giờ không phải là thời đại của vũ khí lạnh, dựa vào thực lực cá nhân có thể muốn làm gì thì làm nữa. Bây giờ là thời đại vũ khí nóng lan tràn khắp nơi. Không phải mày rất ngông cuồng sao? Tiếp tục đi, Dương Thanh giễu cợt, không phải ông cho rằng dựa vào mấy thứ đồng nát sắt vụn đó thì có thể giết chết được tôi thật đấy chứ? Đồng nát sắt vụn à? Thằng nhãi, chẳng lẽ mày cho rằng hơn 20 khẩu súng chĩa vào mày với khoảng cách gần như vậy? Mày còn có thể sống được chắc? Quan Chính Sơn cười lạnh. Ông có thể thử xem. Dương Thanh cười nhạt. Mã Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn Dương Thanh bình tĩnh, trong lòng Quan Chính Sơn đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua cảm giác này, đập bàn tức giận nói, thằng oát, tao không muốn lãng phí thời gian với mày nữa. Bây giờ tao cho mày hai con đường, một là mày quỳ xuống nhận tội ở trước mặt cháu tao. Có lẽ tao sẽ suy nghĩ để cho mày được chết toàn thây, hay là tao lập tức ra lệnh, bắn mày thành cái sàng. Nếu tôi đều không chọn thì sao? Dương Thanh nói với vẻ trêu tức. Vù vù vù. Dương Thanh vừa dứt lời, bên ngoài sảnh tiệc đột nhiên vang lên những tiếng động cơ lớn, đồng thời còn có gió mạnh thổi tới. Lúc này, đèn chùm pha lê ở giữa trần sảnh tiệc không ngừng lắc lư, phát ra tiếng thủy tinh va chạm lanh lảnh. Đây là tiếng gì vậy? Từ trên đỉnh đầu vọng đến, hình như là máy bay trực thăng. Sao ở đây có thể có máy bay trực thăng được? Mọi người kinh ngạc, mặt Quan Chính Sơn thoáng biến sắc. Tiếng máy bay trực thăng rất gần, nghe âm thanh lại không chỉ có một chiếc. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, một chiếc xe jeep màu xanh chợt lao thẳng qua cửa lớn của sảnh tiệc. Theo sát phía sau còn có mấy chiếc xe jeep khác và những người đàn ông vạm vỡ xông vào. 10 người. 30 người. 100 người. Trong sự khiếp sợ của mọi người, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã có 100 người đàn ông mặc đồng phục lao vào. Bọn họ lập tức bao vây đám người Quan Chính Sơn,
100 nòng súng trường đều ngắm chuẩn về phía Quan Chính Sơn và hơn 20 tay súng nhà họ Quan. Lập tức bỏ súng xuống, nếu không giết không tha, người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng quát. Rắc, rắc, tiếng trăm khẩu súng lên đạn chợt vang lên trong sự yên tĩnh ở đây. Mọi người dường như đều ngửi thấy được một mùi thuốc súng nồng nặc. Chỉ yêu cầu một chuyện. Cảnh tượng này quá đột ngột, mãi đến khi Quan Chính Sơn bị 100 người đàn ông vạm vỡ bao vây, mọi người mới hoàn hồn. Bọn họ không ngờ những người này thật sự tới đối phó với nhà họ Quan, đúng là khó tin. Quan Chính Sơn càng khiếp sợ hơn, 100 khẩu súng trường đều chĩa thẳng vào một mình ông ta. Ông ta đường đường là chủ nhà họ Quan, đã bao giờ bị người ta chĩa súng vào mình? Mà còn là 100 khẩu súng chĩa vào đầu. Các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà họ Quan? Quan Chính Sơn cố giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy lại không thể che giấu được nỗi sợ trong lòng ông ta. Đúng lúc này, người đàn ông dẫn đầu đi tới, lạnh lùng nói, chúng tôi nhận được tố cáo nhà họ Quan sử dụng súng ống cấm, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, ông còn muốn ngụy biện nữa sao? Tất cả người nhà họ Quan đi theo chúng tôi một chuyến. Mọi người trợn tròn mắt, nhiều người đàn ông vạm vỡ được điều động tới đây một cách đột ngột. Họ không chỉ muốn dẫn Quan Chính Sơn đi mà còn muốn dẫn tất cả người nhà họ Quan đi hết. Vậy là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Nghe người đàn ông dẫn đầu nói vậy, cả người Quan Chính Sơn mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất, gương mặt đờ đẫn, sao có thể như vậy được? Gia tộc đứng đầu như nhà họ Quan đều có đội bảo vệ riêng, nhiều năm qua chưa từng xảy ra sự cố gì, hôm nay lại bị nhiều người bao vây như vậy. Ông ta không ngốc, đây là có người muốn phá hủy nhà họ Quan. Sau một lát, Quan Chính Sơn mới dần hoàn hồn. Khi lại nhìn về phía Dương Thanh, trên mặt ông ta đầy vẻ tang thương và bệnh tật. Rốt cuộc cậu là ai? Quan Chính Sơn tuyệt vọng. Cho dù chết, ông ta cũng muốn chết được rõ ràng. Mặc dù ông ta không muốn tin sự xuất hiện của những người này có liên quan tới Dương Thanh, nhưng sự thật là vậy, ông ta chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhưng Dương Thanh lại cười với vẻ vô hại, bây giờ chuyện tôi là ai có quan trọng nữa không? Cậu tha cho nhà họ Quan đi, sau này nhà họ Quan sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, Quan Chính Sơn nhanh chóng bình tĩnh lại. Dương Thanh chợt cười, chẳng lẽ ông cho rằng tôi mời những người này tới à? Cho dù tôi nói là đúng, ông có tin không? Quan Chính Sơn sửng sốt, chẳng lẽ không phải là cậu ta? Nhưng nếu không phải cậu ta, lại có thể là ai chứ? Ông chủ Quan, cái này gọi là gieo gió gặt bão đấy. Ông vẫn nên ngoan ngoãn tiếp nhận điều tra đi. Tôi tin, nếu các người không có vấn đề gì, chính quyền sẽ không làm khó các người. Nhưng nếu các người có vấn đề, vậy tự cầu phúc cho mình đi. Dương Thanh mỉm cười nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, lãnh đạo, tôi nói không sai chứ. Đó là lẽ đương nhiên. Được Dương Thanh gọi là lãnh đạo, người đàn ông dẫn đầu run rẩy nhưng không dám để lộ ra, chỉ có thể quát, dẫn đi. Tất cả người nhà họ Quan kể cả Quan Chính Sơn đều bị dẫn đi. Người đàn ông dẫn đầu đột nhiên nhìn lướt qua mọi người ở đó, gương mặt lạnh lùng nói, tất cả chuyện xảy ra tối nay đều là chuyện cơ mật của chúng tôi. Chúng tôi đã biết rõ thân phận của từng người ở đây. Nếu có ai dám để lộ chuyện nhà họ Quan ra ngoài đều sẽ bị xử phạt theo tội phản quốc. Anh ta vừa dứt lời đã nhanh chóng rời đi. Trong sảnh tiệc rộng lớn, mọi người đều sợ hãi. Tội phản quốc là tội lớn, sẽ liên lụy tới chín họ đấy. Ai cũng biết, sau tối nay, Giang Hải không còn nhà họ Quan nữa. Nhà họ Quan bị hủy diệt thế nào cũng sẽ trở thành một câu đố ở Giang Hải. Chẳng qua trong lòng mọi người đều có một nghi ngờ rất lớn, rốt cuộc là ai gọi người tới bắt đám người nhà họ Quan đi? Chẳng lẽ là chàng trai trẻ kia sao? Rất nhiều người đều nhìn Dương Thanh. Khi bố con Vương Hoàng Nghiệp và Vương Kiện thấy Dương Thanh nhìn về phía mình, cả người đều run rẩy. Bịch! Hai bố con đều quỳ dưới chân Dương Thanh. Vương Hoàng Nghiệp cố cầu xin, cậu Dương, trước đây thằng con không ra gì nhà tôi đã đắc tội nhiều với cậu, tôi xin nhận lỗi với cậu, mong cậu tha cho nhà họ Vương chúng tôi. Anh Thanh, tôi biết sai rồi, cũng không dám động tới anh nữa. Anh cứ xem tôi như con sâu cái kiến, bỏ qua cho tôi đi, Vương Kiện cũng run rẩy nói. Nhà họ Vương vất vả lắm mới móc nối được quan hệ với nhà họ Quan, bây giờ tất cả chi chính nhà họ Quan đều bị bên phía chính quyền bắt đi, tất cả đều cho thấy nhà họ Quan sẽ bị hủy diệt. Tất cả những điều đó lại rất có thể là do chàng trai trước mắt này gây ra,
sao Vương Hoàng Nghiệp và Vương Kiện không sợ cho được? Các người có thể động vào tôi, nhưng nếu ai dám có ý định xấu với vợ và con gái tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Dương Thanh hơi híp mắt lại, nhìn như đang nói với Vương Kiện nhưng ai cũng biết Dương Thanh đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đó. Vương Kiện nghĩ đến chuyện mình từng muốn cướp vợ của Dương Thanh thì suýt nữa xón ra quần, vội vàng dập đầu xuống sàn, anh Thanh, tôi biết sai rồi, tôi không bao giờ dám tới quấy rối vợ của anh nữa. Cút đi, Dương Thanh quát. Đúng như lời anh đã nói với Quan Chính Sơn, hôm nay anh vốn chỉ muốn tới đây xem thử thái độ của nhà họ Quan, đâu phải rác rưởi nào cũng có thể lọt được vào mắt anh. Nhưng điều khiến anh thất vọng là không ngờ Quan Chính Sơn lại dung túng cho con cháu làm loạn. Ngoài biên giới có bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã phải hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Nhà họ Quan lại gây loạn, làm giàu bất nhân, bọn họ hoàn toàn không có tư cách được hưởng sự phồn vinh và giàu mạnh do bao tướng sĩ phải đổ máu hy sinh mới đổi lấy được. Bố con nhà họ Vương nghe Dương Thanh quát lại như được đặc xá, vội vàng chạy đi. Những người khác cũng không dám ở lại, vội vàng rời khỏi mảnh đất chẳng lành này. Chẳng mấy chốc, trong sảnh tiệc rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh, Mã Siêu và Dương Uy. Dương Uy không ngốc, ngược lại rất thông minh. Anh ta biết rõ lai lịch của Dương Thanh hơn những người khác một chút. Anh ta có thể chắc chắn những người đàn ông vạm vỡ kia là do Dương Thanh gọi tới. Anh Thanh, tôi tiễn anh nhé, Dương Uy chủ động bước tới, cung kính nói. Dương Thanh hờ hững nhìn anh ta, tất nhiên biết anh ta có việc muốn nói với mình nên không từ chối, chỉ nói với Mã Siêu, cậu lái xe về trước, anh ta sẽ chờ tôi về sau. Vâng, Mã Siêu nói xong lập tức xoay người rời đi mà không hề do dự. Dương Uy cũng không vội, tự mình lái xe chở Dương Thanh đến cổng lớn biệt thự nhà họ Tần. Trên đường đi, Dương Uy không nói một câu nào, thật sự giống như mình là tài xế của Dương Thanh. Mãi đến khi Dương Thanh sắp xuống xe, Dương Uy mới chợt nói, anh Thanh, tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Dương Thanh khẽ nhếch môi, cuối cùng tên này đã không nhịn được nữa rồi. Anh cười nhạt, nói đi, qua tối nay, Giang Hải sẽ không còn nhà họ Quan nữa. Tôi cho rằng đây là một cơ hội của anh Thanh, Dương Uy vừa cười vừa nói. Ồ, nghĩa là sao, Dương Thanh giả vờ không biết. Trong thời gian ngắn, tin tức nhà họ Quan bị hủy diệt sẽ không bị lộ ra ngoài. Nếu lúc này nhân cơ hội thâu tóm hết sản nghiệp của nhà họ Quan, anh Thanh một thân một mình cũng sẽ là một tộc ở Giang Hải. Dương Uy vừa cười vừa nói, chỉ cần anh Thanh bằng lòng, nhà họ Dương tôi sẵn sàng giúp anh vô điều kiện. Thật sự là vô điều kiện à, Dương Thanh bỡn cợt. Thật, Dương Uy gật đầu, nhà họ Dương tôi chỉ muốn cầu một chuyện. Chuyện gì, Dương Thanh hỏi. Đào lên cho tôi. Ánh mắt của Dương Uy ghim trên người Dương Thanh, anh ta thành thật nói, sau này anh Thanh cứ tuyên bố với bên ngoài rằng anh là người của nhà họ Dương. Ha ha. Dương Thanh cười to rồi lại đột nhiên đổi sang vẻ mặt bỡn cợt nói, anh về hỏi Dương Hướng Minh, có cần tôi công khai luôn tập đoàn Nhạn Thanh cũng là tài sản của nhà họ Dương hay không? Nghe thấy Dương Thanh gọi thẳng tên của ông nội mình, ánh mắt Dương Uy trở nên lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như sợ hãi, vội vàng giải thích tập đoàn Nhạn Thanh là tài sản thuộc gia tộc Vũ Văn, nhà họ Dương chúng tôi sao dám mơ tưởng. Tài sản của gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh cười khinh. Nhà họ Dương các người không dám mơ đến đồ của gia tộc Vũ Văn, nhưng lại muốn sờ đến tài sản của Dương Thanh tôi, phải không? Nói đến nửa câu sau, hai mắt Dương Thanh nheo lại, Dương Uy cũng không biết Dương Thanh đang vui hay buồn, anh Thanh, mong anh đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, thật lòng chỉ muốn hợp tác với anh, cố hết sức để hai bên cùng có lợi. Dù sao thì hiện tại anh cũng đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn rồi không phải sao? Đến giờ Dương Thanh mới hiểu được. Vì sao nhà họ Dương biết được thân phận thật của anh mà vẫn dám nói ra những lời này? Hóa ra bọn họ tưởng tình hình bây giờ vẫn giống như lúc anh và mẹ mình bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn hơn 10 năm trước. Dương Uy, quay về nói cho Dương Hướng Minh biết, chỉ một nhà họ Dương nhỏ bé không có tư cách hợp tác với tôi, quan hệ giữa tôi và nhà họ Dương chỉ có một loại, đó là quan hệ chủ tớ, mà tôi chính là chủ nhân của các người. Đôi mắt Dương Thanh bỗng nhiên sáng ngời. Nếu muốn nhà họ Dương phát triển lên một tầm cao mới thì hãy ngoan ngoãn làm việc theo lời tôi, còn nếu chỉ muốn bày trò tính kế với tôi thì hãy bỏ cái suy nghĩ đó ngay đi, đừng đùa với lửa kẻo có ngày chết cháy đấy. Lời Dương Thanh nói vô cùng ngạo mạn, không thèm coi nhà họ Dương ra gì hết.
Điều này khiến Dương Uy cảm thấy rất khó chịu, trong mắt anh ta hiện lên tia tức giận, nhưng nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở sảnh tiệc nhà họ Quan, anh ta chỉ có thể nén cơn giận xuống. Anh Thanh cứ việc yên tâm, tôi sẽ truyền đạt không sót một chữ cho ông nội nghe, Dương Uy nói. Dương Thanh liếc anh ta một cái nữa, sau đó mở cửa xe đi xuống. Đến khi Dương Thanh vào cổng biệt thự nhà họ Tần rồi, Dương Uy mới rút điện thoại ra gọi, ông nội, anh ta không từ chối thẳng nhưng mỗi một câu nói đều tỏ ra rất khinh thường chúng ta, còn cảnh cáo chúng ta chơi với lửa cẩn thận có ngày chết cháy. Hừ, Dương Hướng Minh nghe vậy, vô cùng tức giận, đúng là kẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nếu cậu ta có thể về lại gia tộc Vũ Văn thật thì ông còn có thể cúi đầu với cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ là đứa con hoang bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi mà thôi, có tư cách gì mà bắt nhà họ Dương làm tôi tớ cho cậu ta chứ? Ông nội, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Dương Uy hỏi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nên làm gì thì cứ làm như thế. 49% cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà cũng đưa hết cho cậu ta rồi, không thể dễ dàng từ bỏ được. Dương Hướng Minh nhấn mạnh, dù có ra sao thì cậu ta vẫn đang nắm giữ tập đoàn Nhạn Thanh, chỉ cần cậu ta chưa hoàn toàn trở mặt với gia tộc Vũ Văn thì chúng ta cứ lợi dụng cậu ta để phát triển nhà họ Dương đi. Nếu thằng nhóc đó không có suy nghĩ tự gầy dựng lên một gia tộc, thế thì chúng ta tự mình làm. Thừa dịp tin tức nhà họ Quan sụp đổ vẫn chưa bị lộ ra ngoài, cháu hãy chiếm đoạt tài sản của bọn họ nhiều nhất có thể. Vâng, thưa ông nội, Dương Uy đáp. Lúc này đã khuya lắm rồi, Dương Thanh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ngủ. Anh vừa mở cửa ra đã thấy ngọn đèn đầu giường vẫn sáng, Tiêu Tiêu đã say ngủ rồi, nhưng Tần Thanh Tâm thì chưa, cô đang ngồi dựa người trên đầu giường. Sao em vẫn chưa ngủ, Dương Thanh nhỏ giọng hỏi. Tần Thanh Tâm không trả lời câu hỏi của Dương Thanh, cặp mắt hoa đào lại liếc Dương Thanh một lượt từ đầu đến chân, tựa như khẳng định Dương Thanh không có chuyện gì mới nằm xuống. Thấy Tần Thanh Tâm không chịu để ý mình, đương nhiên Dương Thanh hiểu nguyên nhân từ đâu. Nhưng anh không thể giải thích được, nếu giải thích rõ ràng thì chuyện Tiêu Tiêu bị bắt cóc sẽ lộ ra, ắt hẳn Tần Thanh Tâm sẽ vô cùng lo lắng. Dương Thanh cười khổ, sau khi khẽ khàng đi rửa mặt mũi mới dám chui lên giường. Rõ ràng Tần Thanh Tâm chưa ngủ, nhưng mắt lại nhắm chặt. Nhìn gương mặt xinh xắn của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh thầm thở dài, chỉ mong Tần Thanh Tâm mau quên đi chuyện này. Khó khăn lắm mới có thể gần gũi với cô thêm một chút, anh không muốn vì một chuyện không đâu mà lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt. Có lẽ là quá mệt mỏi, chỉ một lát sau, tiếng ngáy khe khẽ của Dương Thanh vang lên. Tần Thanh Tâm bỗng nhiên mở bừng mắt, thấy Dương Thanh đã ngủ thiếp đi thì vô cùng bực bội, tên xấu xa này, chưa thèm giải thích gì hết đã lăn ra ngủ rồi. Một đêm tịch mịch, sáng sớm hôm sau, Dương Thanh lặng lẽ ra khỏi nhà. Nhưng anh vừa đi thì Tần Thanh Tâm cũng rời giường ngay sau đó. Dương Thanh đang chạy bộ bên ngoài, bỗng nhiên anh nhận thấy có tiếng bước chân ngay sau mình, chưa kịp quay đầu lại đã thấy Tần Thanh Tâm đang mặc một bộ đồ thể thao đứng cạnh mình. Tâm, sao em lại ra đây? Dương Thanh ngạc nhiên hỏi cô. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm vẫn lạnh băng nói, anh vẫn nợ em một lời giải thích đấy. Dương Thanh sửng sốt, cô ấy chạy ra đây để đòi lời giải thích của mình đó à? Dương Thanh dở khóc dở cười, Tâm, anh không lừa em thật mà, Tiêu Tiêu chỉ chơi ở chỗ bạn anh một lúc thôi, anh không có bất kỳ quan hệ không chính đáng nào với cô ấy cả, Y có thể làm chứng. Hừ, Tần Thanh Tâm không tin, từ lâu con nhóc Y đã vững chân ở vị trí fan số 1 của anh rồi, có vài chuyện con bé còn có thể lừa cả chị gái ruột của nó đấy. Dương Thanh ngạc nhiên, Tần Y thành fan của anh từ lúc nào thế? Tâm, không phải là em đang ghen đó chứ? Dương Thanh đảo mắt, anh ngạc nhiên hỏi cô. Tần Thanh Tâm sững người mất một lát, sau đó lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, anh nói nhăng nói cuội gì đấy. Mắng Dương Thanh xong, cô liền quay người đi về nhà. Chẳng lẽ mình thích anh ấy thật rồi? Nếu không sao mình phải tức giận vì anh ấy quen người phụ nữ khác hay có quan hệ gì với người ta? Nghĩ đến dáng vẻ nổi khùng vừa rồi của mình, Tần Thanh Tâm lại bực, dù sao anh ấy cũng là người chồng trên danh nghĩa mình cơ mà. Không được vờn ong bắt bướm bên ngoài là phải rồi, đúng vậy, chính là vì lý ấy. Tần Thanh Tâm lại không biết, Dương Thanh có đôi tai thính hơn người thường, có thể nghe thấy mỗi một câu nói của cô. Dương Thanh bật cười ngốc nghếch, Tâm thừa nhận mình là chồng của cô ấy rồi. Dương Thanh không định tiếp tục chạy bộ nữa, anh nhanh chân đuổi theo Tần Thanh Tâm, Tâm,
chờ anh với. Dù anh không thể xác định Tần Thanh Tâm có thích chính mình hay không, nhưng tối thiểu anh có thể khẳng định, trong lòng Tần Thanh Tâm đã xem anh là chồng của cô rồi. Cả một buổi sáng, tâm trạng của Dương Thanh đều rất vui vẻ. Điều này khiến Tần Y cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô ta quay qua nhìn gương mặt khó ở của Tần Thanh Tâm, lại quay sang nhìn vẻ mặt sán lạn của Dương Thanh, cô ta cảm thấy hai vợ chồng nhà này có bí mật nào đó không thể cho ai biết. Ầm ầm, cả nhà đang dùng bữa sáng, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một đợt nổ lớn. Mọi người đều giật mình, Châu Ngọc Thúy bật dậy hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bà ta vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là một chiếc máy xúc đất đứng sừng sững giữa sân, tường vây quanh sân cũng bị đập đổ hết cả. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất là máy xúc kia vẫn đang tiếp tục làm việc. Đào đi, một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hộ màu trắng ra lệnh. Đống đất do chiếc máy đào lên càng lúc càng cao, nó đang đào về phía căn nhà hai tầng kiểu Tây. Tần Phi tự đâm đầu vào chỗ chết ầm ầm. Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, cả căn nhà rung lên, chỉ chớp mắt sau đã khuyết mất một góc tường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Châu Ngọc Thúy vô cùng hoảng sợ, bà ta như phát điên gào thét vọt đến chỗ người đốc công đội nón bảo hộ. Đám trời đánh thánh vật kia, dám đào nhà của bà đây không thiết sống nữa, bà phải sống mái với chúng mày một trận. Châu Ngọc Thúy ở trong căn nhà cả đời rồi, cũng có tình cảm sâu sắc với nơi này, trơ mắt nhìn nhà mình mất đi một góc. Bà ta như gà mẹ bảo vệ đám gà con của mình, lập tức nhào lên cho người đàn ông trung niên kia một trận. Nhưng đối phương đâu chỉ có một mình, trừ đốc công, sau lưng ông ta vẫn còn hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, trong tay còn cầm các loại máy móc để phá rỡ và di rời nhà cửa. Châu Ngọc Thúy chưa kịp nhào vào đã có hai gã đàn ông cầm búa đứng chắn trước mặt đốc công, hung tợn nhìn chằm chằm bà ta. Bà già, không phải vừa rồi bà ghê gớm lắm à? Xông lên đi chứ! Ông đây đập luôn cả bà một thể. Châu Ngọc Thúy bị dọa lùi lại phía sau vài bước, đốc công thấy thế cười lạnh. Nhóm người Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đang ngồi trong nhà dùng bữa, cũng kịp chạy ra ngoài lúc căn nhà bị sụp một góc. Nhìn thấy trong sân có đến hơn 10 công nhân dỡ nhà, còn có cả một máy xúc cỡ lớn đang chếm chệ trước mắt, mặt Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng lập tức biến sắc. Dương Thanh ôm chặt Tiêu Tiêu vào lòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hết thảy. Các ông muốn làm gì? Tần Thanh Tâm giận dữ hỏi. Từ lúc hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y bước ra ngoài, đôi mắt của tên đốc công chưa hề rời khỏi người hai cô. Ông ta dâm dê nhìn Tần Thanh Tâm, lại chỉ sang chiếc máy xúc bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, người đẹp nhìn đấy, chúng tôi mang theo cả cái xe này đến đây đương nhiên là đến để phá nhà rồi. Đây là nhà của tôi, ai cho phép các ông tới phá dỡ? Tần Thanh Tâm nổi giận. Người đẹp ơi! Chúng tôi là công ty phá dỡ và di rời nhà đất chính quy đấy. Trước khi phá dỡ đều có xác minh tài sản cả rồi, chính chủ của căn nhà này tới tìm chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng chỉ làm theo hợp đồng thôi. Người đẹp xin hãy tránh ra đi, tên đốc công cũng không hề nói dối. Trong tay ông ta có một bản hợp đồng nhận thầu phá bỏ căn nhà này, nhưng công ty của ông ta có hợp pháp hay không thì chưa biết được. Đúng lúc này, một chiếc xe chở hàng đột nhiên chạy đến. Kít một cái dừng ngay phía sau chiếc máy xúc kia. Sân của biệt thự nhà họ Tần không lớn, chứa một chiếc máy xúc và một chiếc xe tải chở hàng gần như đã hết cả sân nhà. Cho hỏi ai là Dương Thanh, tài xế lái xe tải đi xuống hỏi. Dương Thanh tiến lên phía trước, là tôi. Chào anh, đây là quà mà một người đàn ông họ Tần thuê tiệm chúng tôi đưa tới, xin anh kiểm tra và nhận giúp. Nói đến chữ quà, trên mặt người tài xế trẻ tuổi này có gì đó khác lạ. Anh ta cầm đơn xác nhận bước vào. Trong mắt Dương Thanh bắn ra ánh sáng lạnh lùng, bởi anh đã nhìn thấy thứ gì trong cốp chiếc xe tải kia. Đó là quan tài, cả nhà Tần Thanh Tâm thêm Dương Thanh vừa đúng có 5 người lớn, mà trên xe xếp đủ 5 chiếc quan tài đỏ thẫm. Người gửi có ý gì, không cần nói cũng biết. Nhóm người Tần Thanh Tâm cũng nhìn thấy đống quan tài kia, khi nghe thấy là một người họ Tần gửi tới thì đồng loạt trưng ra vẻ mặt khó tin. Đội thi công phá dỡ nhà vừa mới nói do chủ nhân của căn nhà thuê bọn họ, bây tại người đưa quan tài tới cũng nói do một người đàn ông họ Tần thuê bọn họ chuyển hàng tới đây. Cả hai đều chứng minh chuyện này do nhà họ Tần làm ra, bởi vì căn nhà này thuộc về nhà họ Tần. Lúc này, một chiếc Audi A6 màu đen dừng ở bên ngoài, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt họ. Sau lưng anh ta còn dẫn theo một người đàn ông lực lưỡng, hai người một trước một sau bước vào trong sân.
Tần Phi. Tần Thanh Tâm thấy người tới thì nghiến răng gọi tên anh ta. Tay của Tần Phi phải bó thạch cao, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, trong mắt còn vằn rõ tơ máu. Tần Phi, anh có ý gì đây? Tần Thanh Tâm trừng mắt chất vấn Tần Phi. E rằng cô vẫn chưa biết tối hôm qua chồng cô đã làm ra chuyện ngu ngốc gì nhỉ? Có lẽ vì có vệ sĩ theo sau nên Tần Phi không hề sợ Dương Thanh, anh ta lườm anh mệt thị, sau đó nhìn về phía Tần Thanh Tâm nói, nhưng nói gì tôi cũng phải cảm ơn hành động ngu ngốc của cậu ta tối hôm qua, vì như vậy mới khiến ông nội hạ quyết tâm đuổi các người ra khỏi nơi này. Anh nói vậy tức là tất cả đều do ông nội ra lệnh, Tần Thanh Tâm đỏ mắt, cắn răng hỏi. Nếu không thì cô nghĩ tại sao đội thi công lại đến đây phá nhà? Tần Phi cười khẩy, ông nội nói rồi. Sau này có san bằng biệt thự của nhà họ Tần để làm chỗ đổ rác cũng không cho phép các người ở lại đây nữa. Vậy quan tài thì sao? Cũng là ý của ông nội à, mắt Tần Thanh Tâm long lanh nước. Đương nhiên, Tần Phi nở nụ cười đắc ý, sau đó anh ta cười khẩy nhìn Tiêu Tiêu được Dương Thanh bế trong lòng, độc ác nói, hình như vẫn còn thiếu một chiếc quan tài, chỗ này vẫn còn một đứa con hoang kia mà. Tần Phi quay sang nói với nhân viên tiệm quan tài, các người chuyển thêm một cỗ quan tài nhỏ đến đây. Trên người Dương Thanh đột nhiên tỏa ra một luồng hơi lạnh kinh người, Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng sững sờ, không thể tin nổi, sao anh có thể độc ác đến thế? Tiêu Tiêu chỉ là một đứa bé, anh làm thế không sợ nghiệp quật à? Ác độc! Tần Phi bỗng dưng trở nên kích động, anh ta giơ cánh tay bị Dương Thanh bẻ gãy hôm qua lên. Giống giận, lúc chồng cô bẻ gãy cổ tay tôi thì cô đang ở chỗ nào? Bác sĩ nói rằng cánh tay của tôi hết thuốc chữa rồi. Cô nói tôi độc ác, vậy chồng cô thì không chắc. Tần Thanh Tâm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô hiểu Dương Thanh là người như thế nào. Cả giận nói, dù Dương Thanh có bẻ gãy tay anh thì chắc hẳn cũng là do anh đã gây sự với anh ấy, đáng đời anh. Cô đã nói vậy rồi, tôi tặng quan tài đến nhà các người thì có gì sai? Tần Phi giữ tợn hét lên với nhân viên tiệm quan tài, còn chưa đi chuyển quan tài nhỏ đến đây. Nhân viên tiệm quan tài vốn không biết cần chuyển quan tài đến đây làm gì, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu. Anh ta nhíu mày, không vui nói với Tần Phi, anh hơi quá đáng rồi đó. Quan tài của chỗ chúng tôi chỉ dùng cho người chết, nếu dùng cho người sống thì chúng tôi không nhận đơn này nữa. Đến cả người ngoài cũng không chịu nổi. Tần Phi cau mày, anh không nhận đơn hàng này cũng được thôi, nếu như không sợ bị đập tiệm thì anh cứ việc đi. Anh đang đe dọa tôi, anh nhân viên tiệm quan tài vô cùng tức giận. Đúng vậy, tôi đang đe dọa anh đấy. Nếu không chuyển chiếc quan tài nhỏ đến đây trong vòng 20 phút thì tôi sẽ dẫn theo người đến đập nát tiệm nhà anh, Tần Phi lạnh giọng uy hiếp. Dương Thanh đưa con gái cho Tần Thanh Tâm, khẽ dặn dò Tâm, em đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non đi. Chuyện ở đây cứ giao cho anh. Bẻ gãy chân tay. Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh sợ con gái hoảng sợ. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với Dương Thanh, em đi đưa Tiêu Tiêu đi học đã rồi sẽ quay về. Ừ, Dương Thanh đồng ý. Nhưng khi Tần Thanh Tâm định bế Tiêu Tiêu rời đi lại bị Tần Phi chặn đường. Tránh ra. Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu trên tay. Cô vô cùng tức tối nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận trong lòng xuống Tần Phi giễu cợt. Thời khắc tuyệt vời như vậy sao có thể để con gái của cô bỏ lỡ được. Xem xong đã chứ, sau khi trò vui kết thúc, các người muốn đi đâu thì đi. Không biết Tần Phi chi tiền mời vệ sĩ từ đâu, người đó vẫn luôn kè kè bên cạnh khiến anh ta không hề sợ hãi, vô cùng phách lối. Tần Phi, nếu anh không cần cánh tay còn lại nữa thì cứ tiếp tục cản đường cô ấy đi. Giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên, giọng anh vô cùng bình thản. Nhưng Tần Phi nghe xong lại thấy rợn cả tóc gáy. Dường như cổ tay càng đau hơn. Dương Thanh đi tới đứng cạnh Tần Thanh Tâm, khiến cô vừa rồi còn hốt hoảng đã cảm thấy hết sức an lòng, như thể chỉ cần có Dương Thanh đứng bên mình, sẽ không có chuyện gì hết. Tần Phi nghiến răng, trong đôi mắt vằn tơ máu là nỗi giận khôn tả. Dương Thanh, những tổn thương mà mày gây ra cho tao, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp nghìn lần, Tần Phi hung tợn nói. Tâm! Em cứ đưa Tiêu Tiêu đi học đi, anh muốn xem ai dám cản em lại. Lời của Dương Thanh vô cùng ngông cuồng, không chỉ khiến Tần Thanh Tâm có thể yên tâm mà Tần Y cũng cảm thấy như vậy. Anh cẩn thận đấy, Tần Thanh Tâm vẫn thấy lo lắng dặn dò, sau đó mới bế Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Vệ sĩ bên cạnh Tần Phi bỗng nhiên bước lên trước một bước chặn đường Tần Thanh Tâm, gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Thanh.
Tránh ra. Dương Thanh chỉ nói hai chữ đơn giản lại đanh thép như găm sâu vào trí não người ta. Gã vệ sĩ vừa rồi còn dám chừng mắt nhìn Dương Thanh, bỗng nhiên cảm nhận được ý muốn giết người mãnh liệt cuồn cuộn xông tới. Gã có cảm giác nếu mình tiếp tục cản trở thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nên, dưới ánh nhìn đắc ý của Tần Phi, gã vệ sĩ nhường đường để Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Khốn nạn, ai là người bỏ tiền thuê mày vậy hả? Tần Phi tức muốn nổ phổi. Gã vệ sĩ xấu hổ đỏ mặt, gã tự tìm một lý do thích hợp cho bản thân, tôi không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ. Tần Phi, tôi nể mặt Tâm nên đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác anh đều không biết trân trọng? Dương Thanh như vô cùng tiếc nuối lắc đầu, tôi có thể bỏ qua việc anh không biết điều, nhiều lần khiêu khích tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh nguyền rủa cả một đứa trẻ. Nếu anh đã thích tặng quà cho người khác như vậy thì số quan tài này giữ lại cho nhà họ Tần các người tự dùng đi. Dương Thanh, mày tưởng mày là cao thủ vô địch thiên hạ đấy à? Tao đánh không lại mày thật, nhưng tao có tiền, tao có thể mời cao thủ, giết chết mày chỉ đơn giản như giết chết con sâu cái kiến thôi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khiến đáy lòng Tần Phi dâng lên một dự cảm không tốt lành, anh ta nổi giận, ông nội cũng đã đồng ý phá căn nhà này rồi, cũng không cho phép bọn mày ở đây nữa. Bây giờ mày còn đứng đây làm màu với tao à? Vốn dĩ Châu Ngọc Thúy không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại một lần nữa nghe nói đây là chuyện cụ Tần dặn làm thì chợt sốt ruột. Bà ta bỗng xông lên trước mặt Dương Thanh, giơ tay định tát anh. Mẹ, Tần Y giật mình, quát lên ngăn cản. Bàn tay của Châu Ngọc Thúy sắp chạm đến mặt Dương Thanh, nhưng chớp mắt, Dương Thanh bỗng vươn tay ra. Bốp! Anh bắt lấy cổ tay Châu Ngọc Thúy, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong đáy mắt là cơn thịnh nộ, chuyện này để con xử lý, mẹ chỉ cần yên lặng đứng nhìn thôi. Dứt lời anh liền buông tay của Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy tốt nghiệp xuất sắc trường đào tạo diễn viên, lập tức giả bộ Dương Thanh vừa đẩy bà ta, nhưng bà ta chỉ định lùi về sau một bước thôi. Không ngờ lại vấp phải cục đá dưới chân. Bà ta ôi chao một tiếng, sau đó thì ngã phịch xuống đất thật. Tiết mục biểu diễn cấp bậc diễn viên gạo cội lập tức mở màn. Mày to gan thật đấy, dám đánh cả tao cơ à? Đợi con bé Tâm về, tao sẽ nói với nó mày đánh tao, bảo nó ly hôn với mày. Tâm trạng Châu Ngọc Thúy vô cùng kích động, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy ra, đầu tiên là thể hiện thái độ của bản thân, tiếp đó mới là mục đích thật của bà ta. Bà ta ngẩng khuôn mắt tèm nhem nước mắt nước mũi về phía Tần Phi. Tần Phi, cháu không được phá căn nhà cũ này, cháu giúp thím hai xin với ông cụ, hôm nay thím sẽ bắt con bé Tâm ly hôn với quân ăn hại này, chuyện cậu ta làm không liên quan gì tới nhà thím đâu. Được thôi, tôi có thể đi xin ông nội giúp cho thím, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải quỳ xuống cầu xin tôi, van xin tôi tha cho cậu ta đường sống, Tần Phi vui vẻ nói. Cháu nói thật, Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy liền vui vẻ, bà ta cuống quýt hỏi lại. Đương nhiên là thật, nhưng hình như thằng con rể vô dụng kia của thím không chịu nghe theo lời thím thì phải, Tần Phi vừa cười vừa nói. Anh ta biết điểm yếu của Dương Thanh, đó chính là Tần Thanh Tâm. Dù người nhà của Tần Thanh Tâm có mắng chửi anh ta thậm tệ thế nào, trước giờ cũng chưa bao giờ thấy anh phản kháng. Dương Thanh đã bẻ gãy tay anh ta, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương Thanh được? Dương Thanh, mày còn đứng ngẩn ở đó làm gì? Mau quỳ xuống xin lỗi với Tần Phi, nói cho thằng bé biết chuyện mày làm không liên quan gì đến nhà tao, cầu xin thằng bé tha cho nhà tao đi chứ. Châu Ngọc Thúy ngừng khóc lóc, chanh chua gầm lên với Dương Thanh. Mẹ, mẹ ngốc thật hay mẹ làm trò thế? Hôm nay Tần Phi đến đây để phá nhà chúng ta đấy, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta được chứ? Tần Y tức đến phát run, lập tức lao nhanh chắn trước người Dương Thanh. Cô tức tối quát, anh Thanh đã trả giá biết bao nhiêu vì cái nhà này, mẹ đâu có biết. Thế mà mẹ bảo anh ấy từ bỏ tự tôn của mình để cầu xin một thằng thua cả súc vật sao? Con ngậm mồm lại cho mẹ, Châu Ngọc Thúy bị con gái nói đến mức xấu hổ gào lên. Thói quen của bà ta là mỗi khi tức giận sẽ tát người khác. Nhưng lần này bà ta vừa giơ tay lên đã bị Dương Thanh túm lại. Con gọi mẹ là mẹ vì con không muốn Tâm đứng giữa phải khó xử. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ có thể chà đạp lên lòng tự tôn của con. Nếu mẹ tiếp tục cố tình gây sự thì đừng trách con không khách sáo. Lần đầu tiên Dương Thanh dùng giọng điệu uy hiếp như vậy nói chuyện với Châu Ngọc Thúy, bà ta chỉ cảm thấy sự lạnh lùng phả vào mặt.
Bà ta cảm nhận được Dương Thanh thật sự dám đánh bà ta. Nói với Châu Ngọc Thúy xong, Dương Thanh quay lại nói với Tần Y, em đưa mẹ tránh ra chỗ nào xa xa một chút, sợ lát nữa lại làm hai người bị thương mất. Tần Y biết Dương Thanh muốn làm gì, khẽ gật đầu, sau đó kéo Châu Ngọc Thúy ra chỗ cách đó khá xa. Một lúc lâu sau Châu Ngọc Thúy vẫn chưa thể hoàn hồn, hôm nay thằng con rể của bà ta không giống với ngày thường chút nào. Cho anh 10 giây để dẫn theo đội thi công phá rỡ kia biến đi, bằng không hậu quả anh không gánh nổi đâu. Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời chậm rãi bước lại gần Tần Phi. Dương Thanh, tao không hiểu thật đấy. Hôm qua mày mới đắc tội với nhà họ Quan xong, hôm nay mày lấy tư cách gì mà nói vậy với tao, Tần Phi phải lôi nhà họ Quan ra mới khiến bản thân vững dạ hơn chút. Vẫn còn 5 giây, Dương Thanh bình tĩnh nói. Do mày tự chui đầu vào dọ đấy. Thấy Dương Thanh ngày càng tiến lại gần, Tần Phi không thể chịu nổi áp lực phát ra từ người Dương Thanh, anh ta giận dữ gầm lên với gã vệ sĩ, lên, bẻ gãy hết tay, chân thằng oát này cho tao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.